tư vấn trực tiếp cho bệnh nhân. Thứ ba nữa là các bạn nào giống như Duy là một trong những sales manager của vùng miền Nam thì chắc anh Dịch Sĩ Lâm hồi xưa là cho nên mà chưa có gặp Duy. Thì bên mình ở trong đây hôm nay có huấn luyện ấy, thì mình xin giới thiệu sơ một chút về cái đội hình đội ngũ mà chiến lược của Sunro. Thì thứ nhất là có Hồng Lan là chủ tịch, cũng giống như là bà xã là Cả nhà. chắc Dịch Sĩ Lâm là chắc có gặp rồi đúng không? Có gặp qua rồi đúng không? Ok. Rồi thứ hai nữa là có Duy. Duy là một sales manager nhưng mà cũng ở xa công ty, là ở tại Vì Mãi, Cần Thơ ra, thì cũng là trên online. Rồi ngoài ra có Trương Mỹ Hạnh là một trong những trưởng phòng, trưởng ban đội nhóm telesale chiến đấu, nhưng mà hôm nay thì cũng chúc mừng Hạnh là có một baby rất là dễ thương đó, mà cũng trong cái ngày chưa tới tròn tháng nữa thì cũng tham gia nhưng mà cũng không có mở camera. Thì ngoài ra thì chúng ta còn có Khánh và Linh. Thì đặc biệt thì Dược sĩ Minh hôm nay cũng giới thiệu thêm hai đồng nghiệp mới, tức nghĩa là Dược sĩ Thúy và Dược sĩ Bình, là hai em là chịu trách nhiệm chính trong cái ngày mà mình mở thêm nhà thuốc. Thì các bạn sẽ chịu trách nhiệm chính trong training sau này cho vấn đề công ty cũng giống như cho vấn đề thị trường nhà thuốc. Thì một lần nữa là Dược sĩ Minh rất là cảm ơn. Thì mình cũng xin giới thiệu sơ là bên chỗ anh Cao Long là một trong những dược sĩ cũng là tầm cao. Thứ nhất là cao kinh nghiệm, thứ hai là cao tuổi đúng không, và thứ ba nữa là cao niên ở trong công ty Fusina, là một trong những, anh phải nói là một trong những product manager, một training thực sự đó là có kiến thức rất là rộng. Thì cũng mong làm sao hai buổi training ngày hôm nay, ngoài ra thì chúng ta có một số khách mời là những nhà thuốc điểm, nhưng mà không biết lý do tại sao mà một số nhà thuốc đó là hôm nay cũng có mặt, nhưng mà để đúng giờ thì chúng ta cứ training. Rồi mình xin cảm ơn là nhiều cái sân khấu, nhiều cái buổi Zoom này cho anh Cao Lâm. Đánh cấp cơ hot và record là nhiều chút. Vâng ạ, em cảm ơn những cái lời giới thiệu rất là tân tình của anh Minh ạ, anh dược sĩ Minh. Cảm ơn tất cả các anh chị hôm nay là được gặp rất nhiều những cái đội ngũ nhân sự gọi là cốt cán của bên phía Sunro, thì cũng rất là vinh dự cho phía nhãn hàng của Fujina. Thì bên em thì vẫn luôn có một cái tiêu chí đấy là luôn luôn hỗ trợ, rất là đồng hành cùng với các cái nhà bán hàng ở trên các toàn hệ hệ thống, là sẽ hỗ trợ về kiến thức chuyên môn, về đào tạo sản phẩm, làm sao để mọi người hiểu rõ nhất về các kiến thức liên quan đến sản phẩm, để có thể gọi là tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất để sử dụng hiệu quả nhất các sản phẩm của Fujina. Thì Fujina thì là một cái thương hiệu của Nhật Bản, và bên em thì chuyên cung cấp các cái dòng thực phẩm chức năng gọi là cao cấp của Nhật Bản về thị trường Việt Nam. Thì hiện tại trong số tổng số các sản phẩm của Fujina thì hiện tại cũng đang có đến 13 mã sản phẩm khác nhau. Đấy. Ngày trước thì hiện tại cũng đã có một vài cái buổi đào tạo các sản phẩm của Fujina cho đội phía Sunro rồi. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ thì trong số 13 sản phẩm đấy cũng có một số những sản phẩm mà kinh doanh chưa được hiệu quả lắm, thì phía Fujina cũng đã gọi hiện tại là tạm dừng. Đấy. Ví dụ như là viên uống Misaki về nội tiết tố, và viên uống Yukiwa về chăm sóc cái làm trắng da cho chị em phụ nữ. Thì cái này thì cũng rất là đáng tiếc. Thế tuy nhiên là khi mà mình đánh giá cái hiệu quả và mình đánh giá cái hoạt động kinh doanh nó chưa được hiệu quả, thì mình cũng đã tạm dừng cái sản phẩm này. Và còn lại các sản phẩm khác thì ngoài 4 sản phẩm đang kinh doanh ở trên Dropy, bao gồm là viên tiểu đường Insuna này, viên huyết áp cardio, hạ mỡ máu Sarafi, cái viên ngủ ngon Sleepy, thì là những cái sản phẩm chiến lược mà cũng đạt cái doanh số rất là cao của Fujina. Đấy, thì sẽ còn 7 cái sản phẩm khác nữa mà sẽ trong vòng 2 buổi chiều ngày hôm nay và chiều ngày mai thì sẽ cố gắng là truyền đạt lại hết các cái thông tin về sản phẩm này cho phía đội ngũ của các anh chị ở bên Sunro. Đấy, thì thời gian thì thực ra là cũng không không có quá nhiều, nên là hôm nay chúng ta cũng sẽ trao đổi rất là cởi mở với nhau, bởi vì ở đây chúng ta em cũng thấy rằng là
rất nhiều các anh chị dược sĩ cũng có kiến thức chuyên môn rất là cao, và chúng ta cũng có hiểu biết nhất định về các cái dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, hay là về các cái bệnh lý cơ bản, hoặc là những cái yếu tố mà liên quan đến sản phẩm về chăm sóc cho sức khỏe của người dân. Cho nên là chúng ta mang cái tinh thần là chúng ta cùng trao đổi, cùng củng cố cho nhau thêm về các cái thông tin liên quan đến sản phẩm, thông tin liên quan đến kiến thức bệnh lý, thì chúng ta có thể hiểu sâu rõ hơn về các cái vấn đề này. À, thì trong giới hạn cái chương trình của buổi hôm nay và cái buổi đầu tiên, thì em cũng sẽ xin phép là nói về ba sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm bổ gan Can Pro X. Sản phẩm bổ gan này thì ra mắt vào đầu năm 2024. Đấy, và hiện tại cũng đang là một sản phẩm mà đáp ứng hiệu quả điều trị tương đối cao và đón nhận được cái tình cảm của khách hàng cũng tương đối là tốt, và cái phần trăm mà khách hàng phản hồi sản phẩm sử dụng hiệu quả và quay lại sử dụng tiếp tục đồng hành cùng sản phẩm cũng rất là cao. Đấy. Sản phẩm thứ hai đó là cái sản phẩm mà viên uống bổ mắt là iFi. Thì sản phẩm bổ mắt này cũng là một sản phẩm rất là mới của Fujina, thì mới ra mắt vào khoảng tầm cuối tháng 6 đầu tháng 7 của 2024, tức là cũng chỉ có khoảng 2 đến 3 tháng. Đấy. Và gần như cái lô hàng đầu tiên đặt hàng về đã gần bán hết rồi, và bên em cũng đang đặt hàng cái lô hàng tiếp theo, tức là sản phẩm này cũng đã đón nhận cái sự ủng hộ, cái hiệu quả cho thấy hiệu quả đối với khách hàng cũng rất là tốt. Đấy. Và một sản phẩm thứ ba nữa cũng là một sản phẩm mà theo bản thân cá nhân em đánh giá là một sản phẩm mà bổ sung canxi cho trẻ em để giúp tăng chiều cao rất là tốt, là cái sữa tăng chiều cao Nobico. Thì đây cũng là một sản phẩm mà cũ từ trước đây, thì tuy nhiên là cái hiệu quả nó cũng rất là tốt, và nó cũng là một dòng sản phẩm gọi là cao cấp, thì mình rất phù hợp với kênh bán tư vấn đối với cái chuỗi nhà thuốc của Sunro. Đấy, thì em thấy là anh Minh cũng có chia sẻ rất nhiều các hình ảnh của cái hệ thống nhà thuốc của bên Sunro, thì em cũng cũng rất là ngưỡng mộ, bởi vì nhà thuốc anh làm rất là to đẹp và rất là hoành tráng ấy. Đấy, thì bây giờ là khi mà mình có các cái sản phẩm thêm của nhà Fujina vào, thì mặc dù nó là cái sản phẩm cao cấp và cái giá tiền của nó tương đối là cao, cho nên là mình cái đối tượng khách hàng mình tư vấn nó cũng hơi kém một chút. Tuy nhiên là phía Fujina thì luôn luôn đảm bảo, thứ nhất là cái sản phẩm nó là sản phẩm chất lượng cao, và cái nguồn gốc sản phẩm là đảm bảo nhập khẩu 100% từ phía Nhật Bản, và mình áp dụng được những cái gọi là ưu việt nhất của từng thành phần một vào sản phẩm để đảm bảo cho sản phẩm nó có hiệu quả cao nhất. Đấy. Thì tiếp theo thì em xin phép và chia sẻ cái slide, chúng ta sẽ cùng đi về cái sản phẩm đầu tiên. Đây là sản phẩm mà bổ gan Can Pro X. Vâng ạ, cái sản phẩm bổ gan này thì phát triển dựa trên cái tinh thần đấy là đáp ứng cái nhu cầu rất là lớn về cái sóc chăm sóc cho cái lá gan của chúng ta ở cuộc sống hiện đại của người dân chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta biết rằng là rất nhiều người gặp phải cái tổn thương về gan, và cái tổn thương về gan này thì người ta rất khó cảm nhận được, bởi vì bản thân là cái tế bào gan ấy, cái khu vực lá gan của chúng ta nó không có cái tế bào thần kinh, không có dây thần kinh, cho nên là chúng ta không biết đau. Đấy, các cái bệnh lý về gan thì gần như là cái biểu hiện ra ngoài thì nó cũng gọi là thông thường cơ bản như các bệnh lý khác, cho nên là thường là những cái bệnh lý về gan, ví dụ như kiểu là kể cả xơ gan, kể cả ung thư gan, chúng ta cũng rất khó phát hiện trong cái giai đoạn sớm, và cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe về gan của chúng ta bây giờ thì cũng rất là cao, bởi vì là thực phẩm chúng ta ăn uống hàng ngày này, rồi các cái thuốc men chúng ta sử dụng nó gây tổn thương gan rất là lớn, rồi đặc biệt là ví dụ như kiểu có những người mà thường xuyên sử dụng cả rượu bia nữa, thì cái tổn thương về gan, cái chức năng gan nó bị suy giảm rất là nhanh. Đấy. Thì vì là nhu cầu rất là cao, cho nên là sản phẩm Can Pro X này cũng, cũng cũng hướng đến những cái mục tiêu, thứ nhất là có thể tạo ra một sản phẩm để tăng cường chức năng gan cho người bệnh, thứ hai là có thể hạ được cái men gan của họ và có thể phục hồi được các cái tổn thương hư tổn ở tế bào gan để giúp cho lá gan chúng ta khỏe mạnh hơn và tăng cường được những cái chức năng cơ bản của lá gan. Đấy. Thì trong cái khuôn khổ của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có 6 cái nội dung chính chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay. Thứ nhất là cấu tạo chức năng của gan, thứ hai là các cái tác nhân mà gây suy giảm chức năng gan,
mà chúng ta dễ gặp nhất ở cuộc sống xã hội hiện tại bây giờ. Thứ ba là một số dấu hiệu để chúng ta nhận biết được cái triệu chứng mà suy giảm chức năng gan trên cơ thể của chúng ta. Thứ tư là xoay quanh về sản phẩm thì chúng ta có phân tích một số cái đặc điểm ưu việt của từng thành phần trong sản phẩm CanProX. Thứ năm đó là một số cái đặc điểm chính nổi bật thì chúng ta nhấn mạnh vào để làm đặc điểm khi bán hàng của sản phẩm, hoặc là USP của sản phẩm, unique selling point. Sáu thì là một số các thông tin chung chi tiết hơn về hướng dẫn sử dụng, về các cái quy cách bảo quản hay là đóng gói sản phẩm và liệu trình sử dụng như thế nào thì sẽ được là cung cấp thông tin ở đây. Về phần đầu tiên là cấu tạo và chức năng của gan, thì chúng ta thấy rằng là gan thì nó là một trong số những cơ quan nội tạng mà có cái kích thước gần như là lớn nhất trong cơ thể người. Đấy, là gan thì nằm ở ngay giữa ổ bụng và có cái cân nặng từ khoảng 1,4 đến 1,8 kg ở nam giới và 1,2 đến 1,4 kg ở nữ giới, tức là một cái nội tạng rất là lớn. Và gan thì được chia thành các cái thùy. Thùy thì gồm hai thùy lớn, và trong các cái thùy này thì nó sẽ có các cái cấu tạo liên quan đến ví dụ như là nhu mô gan, tức là tập hợp các cái tế bào gan. Và thứ hai là cái hệ thống mạch máu, bởi vì đa số thì nó là tĩnh mạch, bởi vì là gan của chúng ta là chức năng nó là lọc máu để nó đào thải chất độc, đúng không ạ? Chuyển hóa các chất độc. Với một cái yếu tố thứ ba đó là cái hệ thống đường dẫn mật để đảm bảo cái chức năng liên quan đến cái vấn đề tiêu hóa của lá gan. Đấy. Về cấu tạo của lá gan thì là như vậy, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có ba thành phần: một là các cái nhu mô gan, thứ ba, thứ hai là hệ thống mạch máu, thứ ba là hệ thống đường dẫn mật, thì nó sẽ đáp ứng các cái vai trò khác nhau của gan. Đấy. Về chức năng của gan thì nó sẽ có bốn cái chức năng cơ bản. Thứ nhất là chức năng chuyển hóa, thì chúng ta luôn luôn được nghe nói, luôn luôn được biết rằng là mọi cái chất mà chúng ta ăn vào cơ thể ấy, gần như nó đều qua gan chuyển hóa hết, đúng không ạ? Bao gồm cả chất dinh dưỡng, bao gồm cả chất độc, đúng không? Chất dinh dưỡng thì chúng ta có thứ nhất là chuyển hóa đường. Chuyển hóa đường thì gan sẽ là cái nơi dự trữ glycogen, là cái phần mà glucose chúng ta gọi là ăn và dư thừa trong cơ thể thì sẽ được dự trữ tại gan dưới dạng dần glycogen để sử dụng khi mà chúng ta lúc đói chẳng hạn, sẽ phân giải ngược lại cái glucogen này thành glucose. Khi mà cơ thể mà chúng ta thừa năng lượng thì năng lượng được dự trữ tại gan, và khi thiếu năng lượng thì sẽ lấy cái dự trữ đấy ra để sử dụng. Đúng không? Thứ hai là cái chuyển hóa chất béo, thì tại gan thì diễn ra quá trình tổng hợp cholesterol và chuyển hóa các cái chất béo triglyceride thành các cái dạng axit béo và phân giải kỹ hơn thành cái năng lượng để đưa đến tế bào để chúng ta nuôi cơ thể. Các cái chất béo này thì sẽ được tổng hợp tại gan để tạo thành cái dạng phân tử gọi là lipoprotein, bởi vì về cơ bản là chất béo thì phải được gắn với protein thì nó mới đi được vào trong máu, mới tan ở trong máu. Về cái chuyển hóa thứ ba là chuyển hóa protein, thì gan cũng thực hiện quá trình phân giải protein thành các axit amin để đưa vào máu đi nuôi dưỡng khắp cơ thể. Cơ thể chúng ta sử dụng cái axit amin đấy. Đây là chức năng chuyển hóa. Thứ hai là cái chức năng mà gọi là gần như quan trọng nhất của gan, đó là chức năng thải độc, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn biết rằng là gan là cơ quan thải độc đào thải chính, một trong hai cơ quan đào thải chính của cơ thể là gan và thận, đúng không ạ? Đấy, cái chức năng thải độc của gan thì nó được thể hiện qua rất nhiều cái yếu tố. Là thứ nhất là nó vai trò quan trọng trong việc là tại vì ở gan nó có một cái phức hệ enzyme rất là phức tạp, bao gồm các enzyme, các coenzyme để chuyển hóa các cái chất độc hại, các cái hóa chất độc hại đi vào cơ thể để tạo thành ra các cái chất mà nó ít độc hại hơn, và sau đó sẽ được đưa vào máu hoặc là sẽ được đào thải qua phân, hoặc là đào thải qua cái hệ thống bài tiết mà bằng từ lọc máu qua thận đấy. Đấy. Gan thì nó cũng sẽ giữ các cái kim loại nặng không di chuyển vào trong máu, và sẽ được đào thải cái kim loại nặng đấy qua hệ thống gọi là phân của chúng ta. Đấy. Và một số các cái chất hóa học, ví dụ như là các cái thuốc mà chúng ta sử dụng này, cái là cái dư lượng mà liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật này, hay bất cứ một cái chất độc nào đấy đưa vào cơ thể thì cũng sẽ đều được gan của chúng ta phân giải và biến nó thành những cái chất không có độc, hoặc là biến nó thành những cái chất mà ít độc hại hơn để đào thải ra ngoài, tìm cách đào thải ra ngoài. Do đó là cái lá gan là một trong số những cái lá chắn của cơ thể chúng ta.
trong cái việc mà bảo vệ chúng ta khỏi các cái chất độc hại mà chúng ta có thể là do ăn uống hàng ngày đưa vào cơ thể. À, và lá gan chúng ta thì cũng có cái đặc điểm vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa rượu. Đấy, về bản chất thì rượu nó cũng sẽ là một cái chất mà nó gây hại trong cơ thể. Đấy, và thông qua cái quá trình chuyển hóa tại gan thì hầu hết rượu nó sẽ được chuyển hóa qua các bước để tạo thành aldehyde, để tạo thành acetat và cuối cùng là chuyển hóa thành năng lượng, và một phần sẽ đào thải ra khỏi cơ thể chúng ta qua đường nước tiểu hoặc là qua mồ hôi hoặc là qua phân, thì đều là cái con đường chuyển hóa và đào thải mà đi bắt nguồn từ gan. À, thì cái chức năng mà thải độc này của gan ấy, thì vì là nó đóng vai trò rất quan trọng, và vì là gan là cái cơ quan mà tiếp xúc với nhiều chất độc nhất trong cơ thể, cho nên là những cái chất độc này nó cũng sẽ gây cái tác hại cho gan nếu như nó chúng ta gặp phải, nếu như chúng ta kiểu gọi là sử dụng những chất độc này, sử dụng thuốc này, sử dụng rượu này cách quá mức thì nó đều sẽ gây hại cho cái tế bào gan. Đấy, tức là gan chúng ta thì nó có một cái ngưỡng hoạt động nào đấy, tức là nó có thể chuyển hóa các cái chất độc này, các cái rượu bia này ở một ngưỡng nào đấy. Nếu như mà cái ngưỡng này nó vượt quá giới hạn thì gan của chúng ta sẽ bị tổn thương, và khi đó chúng ta cũng sẽ bị suy giảm chức năng gan, đúng không ạ? À, cái chức năng tiếp theo của gan, chức năng thứ ba là chức năng dự trữ. À, thì gan đóng vai trò dự trữ rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin khoáng chất cần thiết. À, dự trữ đường dưới dạng glycogen, dự trữ protein dưới dạng một số loại protein chức năng và axit amin, dự trữ các vitamin bao gồm cả tan trong nước và tan trong dầu, dự trữ các nguyên tố vi lượng đặc biệt là sắt và đồng, bởi vì là sắt và đồng thì sẽ được gan trữ lại ở trong gan và phục vụ cho cái nhu cầu tạo máu hoặc là các cái nhu cầu khác của cơ thể liên quan đến hai cái nguyên tố vi lượng này. Cho nên là chúng ta thấy rằng là trong lá gan chúng ta nó là cơ quan dự trữ, thế nên là bản thân ở trong gan nó có rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm cả các loại gan động vật thì cũng sẽ bao gồm rất nhiều những chất dinh dưỡng như vậy. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như một số các loại nội tạng động vật, ví dụ như là gan lợn, thì chúng ta ăn hàng ngày thì chúng ta thấy rằng nó là một loại thực phẩm mà cung cấp cái nguồn dinh dưỡng rất là cao, đúng không ạ? Cái chức năng thứ tư của gan nó là chức năng liên quan đến việc tiêu hóa, tạo mật. Thì lá gan của chúng ta ấy, nó sẽ tiết ra cái axit mật, cái dịch mật để đưa vào cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, để giúp cho cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta nó hấp thụ được chất béo. À, mật chỉ chính là cái gọi là dịch mật, chính là một số cái hệ enzyme để chúng ta có thể là phân giải cái chất béo và thành các cái chất mà nhỏ hơn để chúng ta tiêu hóa tại gan, để giúp cho cơ thể chúng ta có thể hấp thu được. Đấy. Và nhờ cái dịch mật này mà cơ thể chúng ta cũng sẽ hấp thu được một số các cái vitamin tan trong dầu. Đấy, bao gồm vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ấy, là những vitamin mà chỉ tan trong dầu. Hay bản chất của nó cũng gần gần giống như chất béo ấy. Là nếu như mà nó không 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 có cái dịch mật này thì chúng ta cũng cơ thể nó không hấp thu được các cái vitamin này một cách hiệu quả. À, thế nên là cái chức năng liên quan đến tiêu hóa của gan nó cũng là một cái chức năng rất quan trọng, và khi mà chức năng gan suy giảm thì cái quá trình mà tiêu hóa chất béo hay là quá trình hấp thu các vitamin tan trong dầu của cơ thể chúng ta nó cũng sẽ bị suy yếu. Các cái tác nhân mà có thể gây suy giảm chức năng gan thì chúng ta thấy là nó rất là nhiều tác nhân. À, gan thì gần như là nó hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, và chính là cái cơ quan mà tiếp xúc với nhiều chất độc nhất trong cơ thể. À, mà khi cái lượng chất độc nó vượt quá cái ngưỡng chuyển hóa của gan ấy thì nó sẽ gây độc chính lên cái tế bào gan đầu tiên. À, và khi mà tế bào gan của chúng ta bị suy giảm chức năng, bị chết đi một cách quá mức, à, thì chúng ta thấy rằng là chức năng gan lúc đấy nó sẽ bị suy giảm. Đó. Một số yếu tố thì ví dụ như là thứ nhất là các cái thuốc hóa dược hay là thuốc tây y chúng ta điều trị các cái bệnh lý hàng ngày. Có thể thấy là ví dụ như là đối với những người mà chúng ta sử dụng nhiều kháng sinh trong thời gian dài này, chúng ta sử dụng paracetamol trong thời gian dài này, nhiều lạm dụng chẳng hạn đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái men gan nó sẽ bị tăng lên rất cao, đúng không ạ? Và lúc đấy là cái tế bào gan chúng ta nó sẽ bị tổn thương. Cái thứ hai nó chính là cái thuốc lá. Trong thuốc lá này nó chứa rất nhiều chất độc. À, nicotine chỉ là một phần, và bên cạnh đấy nó còn có hàng trăm loại chất độc khác. À, thì khi mà chúng ta hút thuốc lá thì những cái chất độc này nó sẽ đi vào máu và sẽ đi đến gan, là cái cơ quan của chúng ta phụ trách cái việc mà đào thải
Và khi chúng ta hút thuốc lá quá nhiều thì rõ ràng là cái lượng chất độc đi vào cơ thể nó rất là nhiều, và gan chúng ta cũng sẽ chịu cái áp lực rất là lớn liên quan đến việc là phải đào thải nó, và các cái chất độc này nó sẽ gây tổn thương tế bào gan. Cái yếu tố thứ ba đó là thực phẩm bẩn. Và cái yếu tố này thì gần như là cái xã hội hiện tại bây giờ chúng ta gần như nó là một cái mà chúng ta phải sống cùng với nó, gần như không thể nào mà tránh khỏi. Chúng ta không đảm bảo 100% thức ăn chúng ta ăn hàng ngày là sạch. Và hiện tại thì cái vấn nạn về thực phẩm bẩn này thì nó cũng đang rất là nhức nhối, và cái dư lượng bảo vệ thực vật này, thuốc trừ sâu hay là trong các cái thực phẩm thì nó vẫn luôn tồn tại, và chúng ta ăn vào chúng ta tích lũy hàng ngày sẽ gây hại cho cái tế bào gan chúng ta. Cái yếu tố thứ tư là một số loại virus gây nên các bệnh lý về gan. Ví dụ như chúng ta cũng đều nghe nói là viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, đúng không ạ? Đây là đều là các cái virus mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ phát triển và gây hại cho tế bào gan. Thì các cái bệnh lý về virus này thì chúng ta cũng đều phải điều trị tích cực, nếu không thì cái tế bào gan chúng ta sẽ bị suy giảm. Đấy, và cái thứ năm cũng rất hay gặp, rất thường gặp đó là cái vấn đề về rượu bia. Chúng ta ai cũng biết là uống rượu bia thì hại gan, nhưng mà đâu phải là ai cũng có thể kiêng được rượu bia, đúng không ạ? Và rượu bia nó là những cái gọi là văn hóa của người Việt. Việt Nam là một quốc gia sử dụng nhiều bia gần như là top đầu thế giới. Đấy, và gần như là một cái văn hóa của người Việt, và gần như là trên những cái cuộc vui, những cái bàn nhậu chúng ta, những cái cuộc giao lưu mà gọi là Tết nhất chẳng hạn đấy, hay là liên hoan công ty chẳng hạn đấy, nó không thể thiếu được, đúng không ạ? Gần như chúng ta rất khó từ chối. Đấy, và rượu bia này thì ai cũng biết là nó gây hại cho gan. Đấy, và chúng ta luôn luôn tìm cách là bảo vệ là gan chúng ta, thế nhưng mà rượu bia thì chúng ta vẫn không thể kiêng được. Đấy, rất rất khó, đúng không ạ? Đấy, thì trên cái tinh thần là cũng rất là nhiều những cái tác nhân mà nó gây hại cho gan này rồi, thì chúng ta cũng đang hiểu là nguy hại nhất đó là thuốc lá này, rượu bia này, và các cái thuốc hóa dược chúng ta sử dụng dài ngày, thì cái này là gây hại rất là nhanh. Còn ví dụ như là thực phẩm bẩn thì nó là tích trữ hàng ngày rồi, và chúng ta gần như là cũng không nhìn ra cái sự hiện diện của nó đâu, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nó là một trong số những cái tác nhân nó sẽ gây hại lên cái tế bào gan chúng ta. Đấy, và khi mà lá gan chúng ta ấy, thì theo như khoa học người ta định nghĩa thì chỉ cần là 2/3 cái tế bào gan này nó hoạt động đúng cái hiệu quả một cách bình thường như của nó, thì cái chức năng gan nó vẫn đã đảm bảo được đầy đủ cái chức năng thông thường. Đấy, tuy nhiên là khi mà cái tế bào gan này nó chết đi ấy, thì cơ thể chúng ta như em nói rằng ở chỗ gan này nó không có tế bào thần kinh, không có dây thần kinh, chúng ta không biết nó đau, không biết là gan chúng ta đang chết ở ở cái ngưỡng nào, đúng không ạ? Cho nên là để làm sao để nhận biết được chúng ta đang đang bị suy giảm chức năng gan thì nó sẽ có một số yếu tố nó biểu hiện ra bên ngoài. Ở đây ví dụ như là dễ nhận thấy nhất đó chính là yếu tố là liên quan đến vàng mắt và vàng da. À, cái này thì gặp phải gần như là những cái người mà đã có cái dấu hiệu vàng da vàng mắt thì chắc chắn là yếu tố về chức năng gan đã bị suy giảm rồi. Đấy, cái này nó rất là điển hình khi mà chúng ta thấy rằng là cái bilirubin tích tụ trong cơ thể không được đào thải ra, và dẫn đến là cái việc mà nó tích tụ, nó tích tụ dưới da và tích tụ dưới cái niêm mạc của mắt, thì nó dẫn đến là cái việc mà vàng da và vàng mắt. À, thứ hai là cái yếu tố liên quan đến mẩn ngứa, nổi mề đay này, nổi mụn nhọt, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hay gọi nó là nóng trong đấy, thì nó phát ra ngoài đấy, tức là các cái độc tố ở trong cơ thể nó không được đào thải hết và nó buộc nó lắng đọng, nó tích tụ ở những cái khu vực ở dưới da, gây nên cái mụn nhọt, gây nên cái kích ứng này, thì chính là vì chức năng gan chúng ta không đảm bảo, ta bị suy giảm rồi, cho nên là những cái độc tố này nó mới không được đào thải hết hoàn toàn, là dẫn đến là cái mẩn ngứa này xảy ra rồi. Chúng ta yếu tố thứ ba nữa là cái hơi thở chúng ta có mùi. Đấy, thì các cái chất độc này cũng sẽ khiến cái hơi thở chúng ta nặng mùi hơn. Đấy, yếu tố thứ tư là cái rối loạn tiêu hóa. Cái chức năng gan nó suy giảm thì cái chức năng liên quan đến tiêu hóa của gan nó sẽ suy giảm. Đấy, nó sẽ dẫn đến chúng ta có một số những cái vấn đề liên quan đến biểu hiện, ví dụ như là buồn nôn này, chán ăn này, đầy bụng đầy hơi, hội chứng ruột kích thích. Thì cái này vì chúng ta không 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 hấp thu được cái lượng chất béo ấy, thế nên chất béo nó bị rối loạn, bị đào thải quá mức ở trong cơ thể chúng ta, dẫn đến là cái hội chứng, những cái hội chứng liên quan đến rối loạn tiêu hóa này nó bắt đầu nó xuất hiện. Đấy, từ từ yếu tố tiếp theo ví dụ như là da dễ bị bầm tím. Đấy, thì gan suy yếu thì cũng sẽ giảm hình thành một số cái protein hỗ trợ quá trình đông máu.
khiến chúng ta dễ bị sốt huyết hơn. Đấy, da dễ bầm tím hơn và cái vết bầm tím nó lâu tan hơn. Đấy. Các cái triệu chứng khác ví dụ như kiểu là sụt cân này, như kiểu là suy kiệt, thể lực suy giảm, chúng ta cảm thấy dễ bị mệt mỏi, cũng chính là cái yếu tố mà gan chúng ta hoạt động quá mức và nó không đảm bảo được cái chức năng gan của nó. Ở trên một số cái xét nghiệm thì chúng ta cũng có thấy rằng là cái xét nghiệm men gan cũng chính là cái xét nghiệm mà rất là điển hình và giúp chúng ta chẩn đoán cái chức năng gan một cách khá là chính xác, đúng không ạ? Đấy, cái men gan này thì định nghĩa nó là cái gì? Bởi vì là cái men gan này bản chất là chúng ta thấy rằng khi một tế bào gan nó chết đi ấy, thì các cái hệ enzyme ở trong cái tế bào gan đấy nó sẽ bị tràn ra ngoài. Đấy. Và người ta đo cái chỉ số cái enzyme đấy tràn ra ngoài bao nhiêu thì người ta sẽ đánh giá được là tế bào gan đang bị chết nhiều hay chết ít. Đấy. Khi mà men gan tăng cao thì tức là tế bào gan này nó bị chết nhiều, chết ồ ạt, thì dẫn đến là các cái hệ enzyme, các cái men ở trong trong cái tế bào gan này nó bị tràn ra nhiều hơn thì men gan nó sẽ tăng cao. Đấy. Và khi mà men gan giảm xuống thấp thì chúng ta hiểu rằng là nó đang ở ngưỡng an toàn, và tức là cái lượng tế bào chết đi ấy nó hoàn toàn nó bình thường với cái quá trình già đi của tế bào, bởi vì tế bào chúng ta từ non đến già dần dần nó cũng sẽ chết đi một cách tự nhiên sinh lý. Thế nhưng tuy nhiên là bởi vì những cái tác động mà có hại, những cái chất bẩn, những cái chất độc hại đưa vào trong cái lá gan chúng ta thì làm cho tế bào chết ồ ạt, thì sẽ dẫn đến là cái men gan nó tăng cao. Đấy. Thì có bốn loại men gan thông thường, thì chúng ta cũng đều thấy rằng là thông thường người ta sẽ đánh giá có hai cái men gan AST và ALT, đúng không? Gần như là xét nghiệm sinh hóa máu về men gan thì sẽ có hai cái xét nghiệm này. Đấy. Và nâng cao hơn thì có cái men GGT và men ALT, là men gọi là xét nghiệm kỹ hơn thì mới thấy. Đấy. Và cả bốn loại men gan này chúng ta đều đánh giá chức năng gan được. Đấy. Khi mà biểu hiện là men gan tăng cao thì chúng ta thấy rằng là gan chúng ta đang bị tổn thương, tế bào gan đang bị chết đi nhiều hơn mức bình thường. Đấy. Thì mới khiến men gan chúng ta tăng cao hơn. Đấy. Dẫn đến là chúng ta hiểu rằng chức năng gan chúng ta đang bị suy giảm và có thể là cơ thể chúng ta đang phải chống chọi với các cái loại chất độc mà chúng ta đưa vào cơ thể một cách quá mức. Ngoài ra thì có thể chẩn đoán chức năng gan qua một số cái chẩn đoán hình ảnh trên siêu âm, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy phát hiện ra ví dụ như các triệu chứng gan nhiễm mỡ này, các triệu chứng xơ gan này, khối u gan, ung thư gan này, để triệu chứng của viêm gan hay các bệnh lý về túi mật, đường mật ở trên cái quá trình siêu âm của chúng ta. Đấy, thì đây cũng đều là những dấu hiệu chúng ta có thể chẩn đoán. Tất nhiên là cái chẩn đoán thông qua thăm khám thì nó rất cụ thể, đúng không ạ? Chúng ta đi khám bệnh thì chúng ta xét nghiệm máu nó ra ngay chỉ số men gan, chúng ta siêu âm nó ra ngay kết quả hiển thị ở trên hình ảnh. Thế tuy nhiên là những cái mà đây là phải đi bệnh viện chúng ta làm thăm khám chúng ta mới thấy, còn những cái biểu hiện mà chúng ta như những cái ban đầu em chia sẻ này, nó biểu hiện lâm sàng và chúng ta có thể thấy ngay trong quá trình mà chúng ta gọi là quan sát hàng ngày cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Đấy, thì đây là những cái triệu chứng chúng ta sẽ dễ gặp và sẽ đánh giá được cái mức độ suy giảm chức năng gan. Thì về sản phẩm bổ gan Can Bổ X thì nó sẽ có một số những cái thành phần mà nó đem đến các cái tác dụng tốt cho lá gan chúng ta, sẽ bao gồm bốn thành phần. Thứ nhất là thành phần gan lợn thủy phân, và thứ hai là thành phần là chiết xuất từ kế sữa, chỉ silymarin, thứ ba là chiết xuất từ cây khủng khén, và thứ tư là chiết xuất từ nghệ. Chiết xuất từ nghệ thì trong cái chiết xuất này thì sản phẩm mà chúng ta sẽ đánh vào ba cái vai trò chính. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ bổ sung dinh dưỡng này, bổ sung cái phức hệ enzyme vào cho lá gan. Rồi thứ hai là giúp hạ men gan, phục hồi tế bào gan bị hư tổn. Đấy, giảm tác hại của các cái chất độc chúng ta đưa vào cơ thể, giảm tác hại của rượu bia. Đấy, và thứ thứ tư, thứ ba đó là chúng ta giảm viêm, giảm cái triệu chứng viêm gan ở trên các cái bệnh nhân vì mà bị chức năng gan suy giảm, bởi vì tất cả những cái suy giảm chức năng gan thì nó đều là cái dấu hiệu của viêm. Thì ở đây em sẽ xin phép là đi từng cái thành phần cụ thể một. Thứ nhất là chiết xuất gan lợn thủy phân ấy, thì như chúng ta biết rằng là gan lợn là một trong số những cái thành phần dinh dưỡng thực phẩm mà giàu ở nguồn dinh dưỡng. Đấy. Các cái chất dinh dưỡng ở trong gan lợn này thì hầu như là nó cũng sẽ có
ở trong cả các cái cần thiết cho cái sự phát triển của tế bào gan ở cả người nữa. Đấy, bổ sung những cái tế bào gan lợn này thì nó sẽ giúp cho cái lá gan chúng ta khỏe hơn, bổ sung cái thành phần là axit amin để phục hồi cái tế bào gan, và bổ sung thêm những cái phức hệ enzyme và coenzyme để cho cái chức năng đào thải, chức năng chuyển hóa của gan nó được mạnh hơn và giúp cho chức năng gan nó tăng lên. Đấy. Bản chất là ăn gan lợn thì rất là tốt cho sức khỏe, mà trong sản phẩm thì cái gan lợn này nó đã được thủy phân rồi, nó đã được xử lý để tách ra những cái chất dinh dưỡng và làm sao cho cơ thể chúng ta dễ hấp thu nhất, hấp thu một cách nhanh nhất, thì là một trong số những cái thành phần mà ở bên Nhật Bản người ta sử dụng rất hiệu quả, và cho thấy là khi mà sử dụng cái gan lợn thủy phân này thì cái yếu tố liên quan đến mệt mỏi, suy nhược cơ thể nó sẽ được cải thiện rất là nhanh. Đấy, và cái chức năng gan nó sẽ được phục hồi và trong thời gian rất là ngắn. Đấy. Gan lợn ở trong cái sản phẩm Can Pro X thì đã đáp ứng cái tiêu chuẩn an toàn thì vô cùng cao. Không phải là con lợn nào chúng ta giết thịt, chúng ta cũng được lấy cái gan lợn đấy để chúng ta đi sản xuất các sản phẩm liên quan đến thực phẩm bổ sung, đúng không ạ? Đấy, mà nó phải tuân theo cái bộ tiêu chuẩn. Và cụ thể ở đây thì ở trong sản phẩm Can Pro X này sử dụng cái tiêu chuẩn là lợn được nhập khẩu từ Đan Mạch và được nuôi trong một quá trình kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Tức là những con lợn này ngoài việc là nuôi để lấy thịt ra thì vì là để nuôi để cái gan nó dùng để sản xuất cái chiết xuất gan lợn thủy phân này, nên là cái nguồn thức ăn của nó phải luôn đảm bảo cái tiêu chuẩn an toàn. Đấy. Không lẫn các kim loại nặng này, không có vi sinh vật gây bệnh, không lẫn các cái dư lượng thuốc kháng sinh hay là những cái mầm bệnh mà chúng ta đưa vào cơ thể. Đấy. Và không sử dụng các hormone tăng trọng, tức là hoàn toàn những con lợn được nuôi theo cái tiêu chuẩn rất là sạch của Đan Mạch. Đấy. Và qua cái quá trình xử lý và bằng công nghệ cao ở Nhật Bản thì cái gan lợn này sẽ được thủy phân ra và sử dụng các cái enzyme sinh học, không sử dụng các dung môi hữu cơ hóa chất. Đấy. Nên là cái quá trình thủy phân bằng enzyme sinh học thì nó vẫn rất là an toàn và đảm bảo cái tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu Âu với của Nhật Bản. Thì đây cũng chính là cái đặc điểm của cái gan lợn thủy phân này. Đấy. Thứ hai là chiết xuất kế sữa. Cái kế sữa này thì thực ra là anh chị em chúng ta mà tìm hiểu về về cái bổ gan ấy thì hầu hết là chúng ta biết rằng kế sữa là một cái loại chiết xuất mà gần như là tác dụng của nó trong cái việc hạ men gan rất là tốt. Cái kế sữa này thì gần như là sản phẩm nào chăm sóc về gan chúng ta cũng sử dụng. Đấy, quan trọng là chúng ta sử dụng cái kế sữa được chiết xuất hàm lượng như thế nào và cái hàm lượng tiêu chuẩn hóa silymarin của nó là ở mức bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy. Thì ở trong cái chiết xuất kế sữa này của Nhật Bản thì cũng sử dụng thành phần 65% là silymarin, tức là một thành phần chiết xuất cô đặc rất là cao. Đấy. Chủ yếu là chúng ta thấy rằng là cái silymarin nó hàm lượng phần trăm cao, cô đặc và tinh chế ở cái mức độ cao, cho nên là cái tác dụng của nó sẽ rất là nhanh và sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với các cái dạng kế sữa mà chúng ta sử dụng trong các sản phẩm khác. Ví dụ như một số sản phẩm ở Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta có thể chỉ là sử dụng dạng kiểu là cao kế sữa, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như cao cái dạng cao kế sữa thì chúng ta tạm hiểu rằng là bản chất của nó chỉ là chúng ta đun với một cái dung môi nào đấy như kiểu sắt thuốc, sau đấy chúng ta cô đặc nó thành cao. Đấy, thì về bản chất của nó thì nó không được định lượng chuẩn hóa cái hàm lượng của cái hoạt chất chính ở trong cái thành phần đấy, chính là cái silymarin đấy. Thế nên là chúng ta cũng không thể nào cân đối hàm lượng của nó, hoặc là cũng không thể nào gọi là tiêu chuẩn hóa nó theo một cái mức độ nào gọi là cao cấp được. Đấy, thì cái cây kế sữa và cái chiết xuất kế sữa sử dụng tại Nhật Bản thì người ta có cái tiêu chuẩn hóa cao hơn. Đấy, và cái chiết xuất của nó cũng rất là được tinh chế ở cái dạng gọi là đậm đặc, tức là silymarin lên đến 65%. Nào. Và cái silymarin này thì xét về độ hiệu quả thì nó gần như là cái hoạt chất top đầu trong cái việc mà hiệu quả trong việc bảo vệ gan và phục hồi cái tổn thương gan, giảm cái men gan. Đấy. Thì về các cái chứng minh về khoa học của silymarin thì nó rất là nhiều. Đấy. Nó cho thấy là nó hạ men gan ALT, AST và GGT tương đối là hiệu quả. Đấy, thì ở bên Nhật người ta cũng có rất nhiều cái nghiên cứu chứng minh, mà ở đây thì em cũng chỉ là để đưa ra một cái nghiên cứu gọi là mô phỏng ví dụ để cho mọi người cùng tham khảo thôi.
tức là 170 người bị suy giảm chức năng gan. Đã cho thấy chúng ta sử dụng Silimarin này trong 15 đến 20 ngày thì cái men gan nó giảm rất là đáng kể. Đấy. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái cột mà màu tím tím này đấy, chính là cái men gan mà sau khi điều trị bằng Silimarin trong khoảng 15 đến 20 ngày thì cái đường màu đỏ này chính là cái ngưỡng gọi là ngưỡng an toàn của chỉ số men gan ấy. Đấy. Các cái bệnh nhân này chúng ta thấy rằng men gan đều đang tăng cao vượt ngưỡng an toàn. Đấy, tuy nhiên là sau 15 đến 20 ngày chúng ta điều trị bằng chiết xuất kế sữa này thì thấy rằng là cái men gan của nó giảm xuống rất hiệu quả và đều dưới ngưỡng an toàn. Đấy, đưa cái men gan về về cái mức gọi là vô cùng tuyệt vời chỉ sau khoảng 15 đến 20 ngày. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái Silymarin ở trong cái cây kế sữa này nó rất hiệu quả trong việc hạ men gan. Mà men gan chúng ta hạ thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là tế bào gan chúng ta đã được phục hồi. Có nghĩa là cái sự chết đi của tế bào gan ấy, nó ít đi đúng không ạ? Tức là khi mà men gan tăng cao có nghĩa là tế bào gan chết nhiều thì dẫn đến là phân hủy. Thì tế bào gan thì các cái enzyme ở trong đấy nó mới tràn ra khu vực ngoài thì gây ra men gan tăng cao. Thì tức là khi chúng ta hạ được men gan thì có nghĩa là cái tế bào gan chúng ta đã được phục hồi ở mức tương đối tốt hơn rồi. Đó. Cái chiết xuất thứ ba sử dụng trong cái sản phẩm CanProX là chiết xuất cứng kháng. À, cái này thì bản chất thì được sử dụng rất nhiều ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. À, cái này thì cái cứng kháng này thì nó có một cái tác dụng rất là hay liên quan đến giải rượu. Đó. Nó tăng cường cái chuyển hóa rượu ở trong cơ thể, ở trong cái tế bào gan của chúng ta lên cái mức gọi là cao hơn để giúp cho chúng ta gọi là giải rượu nhanh hơn, ít bị say hơn, ít bị mệt mỏi sau khi say rượu và cái rượu đấy nó sẽ được đào thải hiệu quả hơn, ít gây hại đến cái tế bào trong cơ thể chúng ta. Đó. Nên quá trình chuyển hóa rượu này thì nó được thực hiện tại gan bởi cái sự xúc tác của hai cái loại enzyme ADH và ALDH. Đấy, thì từ những cái enzyme này thì cái rượu ethanol sẽ được chuyển hóa thành acetat. Đấy, cái acetat này thì gần như là không có độc và nó sẽ được chuyển hóa tiếp thành năng lượng để nuôi dưỡng tế bào. Còn những cái ví dụ như là ethanol này hay là acetaldehyde thì nó đều là những cái chất độc mà gọi là khi mà được đưa vào máu ấy thì nó sẽ khiến cái hệ thần kinh của chúng ta nó bị gọi là ức chế đi. Chúng ta thấy cái triệu chứng say rượu đấy, nó chính là do cái ethanol này và cả cái acetaldehyde này nó đưa vào trong máu một cách quá mức, đưa lên não một cách quá nhiều dẫn đến cái hệ thần kinh của chúng ta bị ức chế. Thì đây chính là cái quá trình mà chúng ta cảm thấy là say rượu là như vậy đấy. Đấy. Và khi cái quá trình chuyển hóa này nó được diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ hơn thì rõ ràng là cái lượng mà tồn dư ethanol mà chưa được chuyển hóa với cả acetaldehyde chưa được chuyển hóa mà đi lên não nó sẽ ít hơn, khiến cho cơ thể chúng ta sẽ dễ cảm thấy nó gọi là ít mệt mỏi hơn và cái triệu chứng say rượu sẽ được giảm nhanh chóng hơn. Đấy. Thì trong cái chiết xuất cứng kháng này nó thúc đẩy cái hoạt động của hai cái enzyme ADH với ALDH này lên cao hơn, hoạt hóa hai enzyme này để giúp cho cái quá trình chuyển hóa rượu nó diễn ra nhanh hơn. Đấy. Một người khỏe mạnh thông thường thì chúng ta có thể chuyển hóa được khoảng 7 gram rượu trong 1 giờ. Đấy. Thế tức là nếu như mà chúng ta uống một lon bia 330 ml ấy, thì chúng ta sẽ cần khoảng 90 phút để chuyển hóa hết cái lon bia đấy. Tất nhiên là chẳng ai đi uống bia mà uống một lon bia đúng không ạ? Tức là thời gian để chuyển hóa nó sẽ tăng lên tùy theo cái số lượng chúng ta uống. Đấy. Và tức là khi mà rượu đã được chuyển hóa nhanh hơn thì là chúng ta không cần 90 phút này nữa, có thể nó sẽ giảm xuống có thể là 60 phút này, 50 phút, 40 phút cơ địa của từng người. Đấy, thì cái quá trình mà chuyển hóa rượu nhanh hơn sẽ khiến cơ thể chúng ta sẽ ít mệt mỏi sau khi uống rượu hơn. Và cái tác hại của rượu lên cái lá gan của chúng ta nó sẽ ít hơn. Cái chiết xuất thực ở trong cái sản phẩm đó chính là cái chiết xuất nghệ. Chiết xuất nghệ này thì về bản chất thì chúng ta biết rằng là nghệ là một cái curcumin của nghệ nó một hoạt chất kháng viêm cũng tương đối là hiệu quả. Đấy. Và gần như là tất cả các tổn thương ở gan ấy thì cũng đều là tổn thương do viêm. Cho nên là cái quá trình viêm gan nó cũng sẽ ảnh hưởng. Những cái quá trình mà tế bào gan chết đi ấy nó chính là quá trình gọi là quá trình viêm đấy. Thì khi mà chúng ta bổ sung cái chiết xuất nghệ này vào thì cũng sẽ giúp cho viêm gan chúng ta được cải thiện và chúng ta cũng sẽ giảm bớt được cái tác hại của viêm gan. À, thì trong cái củ nghệ tươi thì nó sẽ chỉ chứa khoảng 1,5 đến 2% curcumin. À, tuy nhiên là cũng là một cái khác biệt của công nghệ Nhật Bản là người ta chiết xuất được cái hàm lượng curcumin nó ít ở trong cái chiết xuất nghệ này lên đến 90%. Tức là gần như người ta loại bỏ hoàn toàn tạp chất mà người ta chỉ giữ lại những cái gì gọi là tinh túy nhất, cái hoạt chất của nó là cái curcumin nó ít.
chứ ví dụ như cái tinh bột là người ta gần như đã bỏ hoàn toàn. Đấy. Chúng ta thấy là trong nghệ rất nhiều tinh bột đúng không ạ? Đấy, gần như để lọc được ra, để tinh chế được ra cái thành phần chính của nó mà có tác dụng kháng viêm là cái curcumin ấy, thì lên đến 90% thì chúng ta thấy rằng là cái công nghệ của Nhật Bản nó rất là cao. Đấy, và vì là cái hàm lượng tinh chế nó cao, thế cho nên là chúng ta lại chỉ cần sử dụng với cái hàm lượng nhỏ thì nó sẽ tránh được những cái tác dụng phụ không mong muốn của những cái thành phần hoạt chất này, đúng không ạ? Đấy, thì với bốn cái thành phần kể trên thì chúng ta có chiết xuất gan lợn này, bổ sung những cái dưỡng chất này, những cái hệ enzyme vào trong cơ thể của chúng ta để giúp chúng ta phục hồi tế bào gan tổn thương, đúng không ạ? Chúng ta có chiết xuất kế sữa này, chiết xuất khung kháng giúp là hỗ trợ giải độc, tăng cường chức năng gan, hạ men gan và giảm tình trạng viêm gan, đúng không ạ? Chiết xuất khung kháng thì có tác dụng giải rượu, giảm mệt mỏi sau khi uống rượu rất là tốt. Đấy, giảm tác hại của rượu lên tế bào gan, mà cái này cũng chính là một cái rất quan trọng. Bởi vì thực ra mà nói thì cơ thể chúng ta không phải bao giờ cũng bị bệnh, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng thuốc tây, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái rượu này mới chính là cái mà chúng ta sử dụng thường xuyên hơn. Có nhiều người gọi là uống rượu hàng ngày, uống rượu uống bia hàng ngày, đúng không ạ? Nó mới là những cái mà nó gây độc hại cho gan nhất. Đấy, và khi mà sử dụng sản phẩm này thì cái phân hóa chuyển hóa rượu nó sẽ được đẩy mạnh hơn, giúp cho chúng ta hạn chế được cái tác hại của rượu bia. À, thì một số cái USP của sản phẩm bổ gan này thì cái nguyên liệu nó được tuyển chọn rất là kỹ càng, tiêu chuẩn hóa hàm lượng ở cái mức rất là cao, đúng không ạ? Thì em có vừa phân tích đấy. À, tức là cái chiết xuất silymarin ở trong kế sữa là trên 65%, cái curcuminoid ở trong nghệ 90%, và các cái độ an toàn của nó thì đều theo cái tiêu chuẩn của châu Âu và theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, thế nên là nó rất là đảm bảo. Và nhà máy thì Fujina cũng đều liên kết với các nhà máy mà gần như là cái thâm niên trong cái lĩnh vực mà sản xuất và dược phẩm với cả thực phẩm chức năng của họ rất là cao. Thường là các nhà máy thường là trên 30 năm thâm niên về các lĩnh vực nghiên cứu này thì mới đạt cái tiêu chuẩn để Fujina liên kết sản xuất. Thì sản phẩm này thì được sản xuất tại nhà máy Nakanihon Home, được thành lập năm 1996, thì tức là đến nay cũng là khoảng 28 năm kinh nghiệm. Họ có hai nhà máy đạt tiêu chuẩn là GMP và ISO 22000, quy mô là 170 nhân viên, và đây là một công ty mà chuyên về các sản phẩm viêm nang và có rất nhiều công nghệ liên quan đến viêm nang mềm, viêm nang cứng, cấp bằng sáng chế để giúp chúng ta tăng cường các cái độ ổn định và cái thời gian bảo quản cũng như là cái chất lượng của cái viêm nang đấy. Đấy, thì đây cũng chính là một trong nhà máy rất là uy tín của Nhật Bản, và phía công ty Meiko là liên kết để chúng ta sản xuất cái sản phẩm này. À, một số cái thông tin chung về sản phẩm cam ProX này thì chúng ta có thành phần cho mỗi 2 viên trên một ngày, và chiết xuất gan lợn thủy phân 100 mg, chiết xuất kế sữa được tiêu chuẩn hóa là 65% silymarin ấy là 120 mg, chiết xuất khung kháng 120 mg, chiết xuất nghệ là 80 mg. Đấy. À, cái công dụng ở trên đăng ký công bố thì không ghi được nhiều, và hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ cải thiện chức năng gan, thì đây cũng chính là 2 công dụng cơ bản nhất liên quan đến gan mà là trên đăng ký công bố được ghi. Đấy. Dạng bào chế là viên nang mềm, và quy cách đóng gói là một hộp sẽ có 60 viên nang mềm, chúng ta sẽ sử dụng 2 viên mỗi ngày, uống sau bữa tối khoảng 30 phút. Thì đây là cái liều mà chúng ta liều cơ bản chúng ta dùng hàng ngày để chúng ta bảo vệ lá gan và duy trì cái chức năng gan tốt nhất. À, tuy nhiên là nếu như mà chúng ta ở những cái người mà chúng ta sử dụng rượu bia nhiều ấy, thì chúng ta có thể uống tăng cường thêm 2 viên nữa sau khi chúng ta sử dụng rượu bia để cho cái quá trình mà đào thải rượu bia nó được tốt hơn. Đấy, tức là cái liều cơ bản của một người sử dụng bình thường đó là 2 viên mỗi ngày, và chúng ta ngoài 2 viên mỗi ngày đấy thì chúng ta có thể uống tăng cường thêm 2 viên nữa sau khi chúng ta sử dụng rượu bia để cho cái rượu bia nó được đào thải ra khỏi cơ thể tốt hơn, và chúng ta đỡ mệt mỏi hơn trong quá trình chúng ta uống rượu bia, hạn chế cái mệt mỏi sau khi say rượu đấy. À, về đối tượng sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng cho người trưởng thành trên 18 tuổi, hạn sử dụng sẽ là 3 năm kể từ ngày sản xuất, và các cái lô can ProX này thì hầu như là về chỉ sau một thời gian ngắn là cũng hết, thế nên là cái date thì gần như là luôn luôn là date dài. À, cái liệu trình chúng ta khuyên dùng là nên sử dụng tối thiểu 3 tháng để sản phẩm phát huy tốt nhất cái hiệu quả,
Và thực ra là sau khoảng một tháng là chúng ta đã thấy rằng là các cái triệu chứng về 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 suy giảm chức năng gan nó đã gần như là nó không còn rồi. Và cái chỉ số men gan thì chúng ta xét nghiệm là sau khoảng một tháng đến 2 tháng, nhiều người nào mà nhiều cũng 2 tháng là chúng ta thấy rằng cái men gan chúng ta nó sẽ giảm xuống và dần dần nó trở về ngưỡng an toàn. Đấy, thì sản phẩm gan protein này cũng chính là một sản phẩm mà rất là chiến lược và gọi là rất là hiệu quả của Fujina cho vấn đề chăm sóc gan. Giá bán lẻ của sản phẩm là 780.000 cho một hộp sử dụng trong một tháng. Đó. Thì trên đây là cái phần trình bày của em về cái sản phẩm bổ gan này. Thì các anh chị, các cái dược sĩ chúng ta có thể là trao đổi thêm, nếu như chúng ta có cái phần nào chúng ta chưa rõ, chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm. Hoặc là chúng ta có câu hỏi nào thêm về phần sản phẩm bổ gan này thì chúng ta sẽ trao đổi luôn. Ok. Duy, Duy có hỏi gì không? Dạ, chưa có câu hỏi. Dược sĩ Minh cho dược sĩ Minh hỏi tiếp. Trong trong cái bài của mình nó có một cái tác dụng và chiết xuất của cái sữa đó, thì nó có cái hàm lượng đó, thì thường thường silymarin là hàm lượng 70, thì ở thuốc đó, nó cũng đã có hàm lượng 70, nên thực ra thì đây là một trong những sản phẩm thực phẩm chức năng đó, là hàm lượng cao về những cái giải độc gan, thì thực ra thì mình rất là thích. Thì không biết rằng cái sơ đồ đó là của Silibari làm đấy, cái lâm sàng đó là của Chung hay là của cái ké sữa vậy đó, mình sẽ làm nhận cái À, cái ké sữa này vâng ạ, cái này là cái City tiêu chuẩn Marine chung, này, mà tiêu chuẩn chung đúng không, là cái này tiêu thì nó chuẩn là chung một hả? một cái nghiên cứu được người ta thực hiện tại Nhật Bản và gần như nó là cái tiêu chuẩn chung, thuộc Tiêu dạng là chuẩn tiêu chuẩn chung. chung. Thì bởi vì là City Marine thì chúng ta sử dụng cái hàm lượng khoảng 70 mg trong mỗi ngày thì nó là cái tối ưu rồi. Đấy, cho nên là cái biểu đồ này cũng đã thực hiện nghiên cứu ở trên cái hàm lượng đấy và chúng ta thấy rằng là hiệu quả nó rất là tốt rồi. Và ví dụ như ở Mỹ thì 70 mg chúng ta Silymarin thì hoàn toàn nó có thể đăng ký là thuốc đúng không ạ? Đấy, nó tùy thuộc vào cái công ty sản xuất ra sản phẩm người ta muốn đăng ký nó là cái gì. Đấy, đúng không ạ? Đăng ký là thuốc thì cũng vẫn là có những cái sản phẩm thuốc không kê đơn sử dụng Silymarin 70 mg rồi đúng không ạ? Ở trong thành phần chúng ta thì mặc dù chúng ta là đăng ký thực phẩm chức năng thì đấy là do cái lựa chọn của mình thôi, nhưng mà 120 mg mà nhân với 65% cái hàm lượng Silymarin thì nó cũng đã tương đương với cái hàm lượng khoảng 70 mg này. À, tức là cái hàm lượng nó rất là đủ và cũng là ở mức cao mà chúng ta hoàn toàn và tin tưởng vào cái tác dụng của nó là chúng ta đủ hàm lượng. Đó cũng nhân cái gì cái bài giảng này thì mình thấy như vậy. Cái này thì thật ra thì mình cũng là dân dùng đi đăng ký cái gọi là số mà thuốc, số thực phẩm chức năng Vâng. đó. Nên các bạn thấy một cái chuyện nó xảy ra ở gì thì đôi khi nó là ngôn ngữ, thực phẩm chức năng không phải là thuốc ha, nó không phải là thuốc, nhưng mà thực ra thì các bạn thấy không, uống một viên gan này thì hầu như còn thành phần khác nữa. Nhưng nó làm sao mà chức năng gan không cải thiện được, làm sao mà không tốt được, trong khi đó trên thị trường á, hồi trước mình cũng có một cái viên á, cái viên mà bên thuốc á, Silimarin là 70, là 70 mg đúng không, là hầu như là đã đăng ký thuốc rồi đó. Nên các bạn thấy là một trong những cái mà tận tận thì mình cũng nói luôn đó, là khi mà mình đăng ký thực phẩm chức năng ấy, thì những cái sản phẩm chưa chắc là nó là đã không điều trị được đâu, nhưng mà cái tên gọi thôi đó. Có những cái sản phẩm ở tại Việt Nam mình á, cùng một loại siro, cùng một hàm lượng 3B luôn, nhưng cái này đăng ký thuốc, cái đăng ký thực phẩm chức năng. Như đó, đối với góc độ dược sĩ của chúng mình á, góc độ chuyên môn á, thì chúng ta phải biết được cái sản phẩm nào nó hiệu quả, hàm lượng nào nó hiệu quả. Còn cái tên gọi là một, cái thứ hai nữa hồi nãy mình thấy thì chỗ dược sĩ Lâm cũng nói rất là tốt, rất là hay, là cái chỉ định mình đăng ký nó chỉ có được có 2 chỉ định, nhiều khi mình cũng muốn đăng ký cho nó dài ra thêm một chút, nhưng mà nhiều khi cái giấy xin phép nó không cho, bên 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 chỗ giấy tờ không cho đăng ký là nhiều quá chỉ định đi, nhưng mà do đó chúng ta tư vấn thì chúng ta sẽ bám vô là những cái thành phần của hoạt chất trong thành phần á, thì để chúng ta tư vấn bệnh nhân, bám chắc đến vấn đề slide, bám chắc đến vấn đề là hướng dẫn của
các dược sĩ cũng giống như những người mà sản xuất ra sản phẩm á, thì chúng ta tư vấn với khách hàng nó được cái USP rộng hơn. Chứ bây giờ chúng ta cứ nhìn vô cái chỉ định này có hai chỉ định thôi, thì đó là một trong những vấn đề, đó là cái thực tế của vấn đề là nhà thuốc hiện tại, thì khi các bạn đứng lên một nhà thuốc tư vấn đó, thì thực ra đây là một cái sản phẩm có một cái USP rất là rộng để cho các bạn bán hàng, rất là bán hàng, nhưng các bạn có biết nói chuyện hay không thôi. Rồi cái thứ hai nữa là mình thấy là kể cả vấn đề viên nang hay là viên nén hay là viên nang mềm thôi, ở đây cũng là một trong những nhà máy mà các bạn thấy là nó có những cái tiêu chuẩn, nó cũng có những cái mà nổi tiếng của bên nhà máy nữa. Tại sao mà mình nói như vậy? Thì khi chúng ta uống một cái viên vào á, thì cái thời gian mà tan rã và thời gian để hấp thu á, và thời gian để nó hoạt động á, cả là vấn đề đó, đó những cái đơn giản trong cái slide thôi. Thì những bạn dược sĩ khi chúng ta lên chúng ta giảng bài, chúng ta livestream hay chúng ta nói chuyện, hay là chúng ta nói những cái gì về GP, thì trong slide này chúng ta đều có tất cả rồi. Cứ dựa vào dược sĩ Lâm mình nói, cứ dựa vào slide mà nói thì không không có ai trách mình được. Nói rộng ra GP thì chúng ta bán hàng. Rồi rượu á, uống luôn, nếu mà giờ mà nếu mà hàm lượng mà 70 mg này á, mà sau khi uống rượu xong mà mình dùng rất là tốt, rất là tăng quá trình chuyển hóa thì không bị gan, cực kỳ hay. Rồi mình cảm ơn dược sĩ Lâm nhiều á. Còn bạn là có câu hỏi gì không? Bạn sẽ có câu hỏi gì không? Bạn sẽ là bán gan mà quá chơi gan. À, nói chung là tới thời điểm này thì thấy sản phẩm này nó tuyệt vời và đang cần thiết cho rất là nhiều trong cái thời đại này đó. Coi như là bia rượu ha, hút lá rồi toàn là những tác nhân gây hại cho cơ thể. Mà ra đời cái sản phẩm này mình thấy cũng rất là thiết thực á. Sản phẩm này là bên Lâm mới là báo cho công ty nhiều lắm rồi mà chưa có được họp bài ấy, dược sĩ Lâm Gì mình hả? cũng chưa có dự trù hàng luôn đó. À Đó là các chúng ta là cái khi khi mà chính thức sang công ty mình á, nó thử biết thông tin đúng không Lâm, nên cái thời bây giờ kể cả nhà thuốc chính đích thân công ty mình cũng biết thông tin, thì chính đích thân công ty mình cũng cần có những cái mà lặp lại cái vấn đề mà training mình cũng dạy ha. Sản phẩm này thực sự là hồi xưa là anh chỗ Cường á đã gửi thông tin xuống cho mình rồi, thì sẽ là mình gửi thông tin rồi, nhưng mà mình không có học bài. Thật sự là tới giờ học mình mới thấy là nó thú vị và nó có những cái chỉ định ấy, mình phải ngồi mình nghe lại, chứ còn bây giờ mình đọc mình lướt không, mình để trên đó mà ông nào cũng đem ra lá gan mình thù không, nhưng mà những thành phần bên đây nay mới biết thực sự luôn là cái hàm lượng là silibanin rất là lớn, lớn lắm luôn, thì mình có thể là có những cái option để mình đi phòng mình chờ được. Rồi mình cảm ơn. Không biết ai còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Cái sản phẩm của mình nó có giấy tờ, nó có hồ sơ công bố, nó có đủ thứ hết trên thị trường, thì hiện tại mình cũng có những sản phẩm là hàng nội địa cũng khá là tốt, nhưng mà mình tư vấn mình cũng còn ngại ngại ha, thì cũng chỉ là những sản phẩm này, những sản cho phẩm. em hỏi thêm một chút xíu ha. Nói Dạ. chung giờ cũng hơi bị phân tâm bởi vì vừa học mà cũng nhiều khách hàng họ tương tác với bệnh hoạn nhiều á, thì nói chung là nghe cũng tương đối là ok ở chỗ dược sĩ Lâm giảng rất là bài bản về vấn đề gan. Một người mà không biết gì về những cái kiến thức về bệnh á thì nghe dược sĩ Lâm nói là trình bày là mình hiểu hết rồi đó. Nhưng mà mình muốn nghe thêm một cái nhấn mạnh của dược sĩ đó là cho mình xin thêm về cái hành phần nào là cái hành phần trọng tâm nhất để mà chữa hay là hỗ trợ điều trị về men gan á. Ví dụ như mình Dạ. nghe là nghệ hay là gan thủy phân á, là mình thấy Vâng. rất là nhiều trong các cái sản phẩm khác là đã có rồi đó, thì hầu như mình đọc các cái sản phẩm của Nhật để hỗ trợ về gan là đều có cái gan thủy phân, gan heo thủy phân, gan lợn đó, gan lợn Đúng thủy ạ. phân và nghệ, thì hầu như trong các sản phẩm nào mình vẫn thấy, nhưng mà ở cái sản phẩm mình á thì nó có những cái thành phần nào mà trội hơn, tiêu biểu hơn và nó góp phần để hạ cái men gan đó một cách rất là nhanh chóng. Tại hiện nay là hầu như mình thấy là bệnh nhân bị bệnh về gan khá nhiều. Ví dụ như có bia rượu à, thì hoặc là một thời gian sau khi dùng thuốc thuốc tây á,
thì họ đều có bị men gan, hoặc là có những người không hề dùng rượu bia nhưng họ vẫn bị men gan, thì hôm nay mình hiểu là do thuốc, do hóa chất đó thì làm cho men gan tăng. Thì mình xin nhấn mạnh ở cái thành phần nào để nó giúp kéo xuống cái men gan một cách là nhanh nhất, hoặc là với sản phẩm này thì mình có cần phải dùng thêm thuốc không để hỗ trợ điều trị cho nhanh hơn, thì ở đây nó có phải là thuốc không hay nó chỉ là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị? Xin dược sĩ nhấn mạnh để mình nghe thêm ở cái chỗ này để mình nắm, để mình lưu ý, mình nhớ, mình thuộc bài khi mà mình nói chuyện với bệnh nhân đó, thì mình sẽ có những cái lưu ý nào đó để cho họ nghe và thuyết phục họ sẽ dùng sản phẩm này. Dạ xin ạ. Vâng, dạ vâng ạ. Cái câu hỏi của chị Lan thì rất là hay. Em cũng có một cái chia sẻ như thế này. Bởi vì là hầu như bây giờ tất cả các cái trường hợp mà bệnh lý về tăng men gan ấy, nếu như mà đi chẩn đoán khám bệnh xét nghiệm mà bị tăng men gan thì bác sĩ kê đơn thì hầu như sẽ không sẽ sẽ kê gần như là sẽ kê hoàn toàn vào một cái sản phẩm nào đấy, có thể là thuốc, có thể là thực phẩm chức năng mà có chứa thành phần là silymarin. Silymarin thì nó chính là cái hoạt chất ở trong cái cây kế sữa. Thì đây cũng chính là cái thành phần chính mà đóng góp cái vai trò quan trọng nhất trong cái việc mà hạ cái men gan ở người bệnh. Đấy, thì như dược sĩ Minh cũng có chia sẻ một cái ý cũng rất là hay, bởi vì là đúng là cái người mà làm trong ngành dược thì người ta mới hiểu rằng là cái việc mà đăng ký là thuốc hay là đăng ký là thực phẩm chức năng thì thực ra bản chất là nó không quan trọng. Chỉ là cái công ty đấy người ta hoàn thiện cái thủ tục hồ sơ như thế nào. Đấy. Còn về mặt bản chất quan trọng nhất thì vẫn là trong cái sản phẩm đấy nó chứa thành phần hoạt chất gì, với hàm lượng bao nhiêu, là có đủ cái hàm lượng để chúng ta đạt cái hiệu quả tối đa hay không, đúng không ạ? Thì một số cái sản phẩm mà người ta đăng ký là Silymarin 70 mg được đăng ký là thuốc đấy, thì như vậy là người ta đã đủ hàm lượng để người ta đăng ký là thuốc rồi, và cũng cho thấy là cái hiệu quả nó tốt rồi. Đấy, thì bác sĩ có thể kê cái thuốc đấy hoặc là kê một cái sản phẩm thực phẩm chức năng nào khác mà cũng có chứa silymarin mà ở cái thành phần mà nó tương tự. Đấy, thì hoàn toàn là về mặt bản chất là chúng ta đưa vào cơ thể là đưa vào cái hoạt chất đấy. Chứ còn cái việc nó đăng ký là thuốc hay là đăng ký là thực phẩm chức năng thì về cơ bản là nó không quan trọng. Đó. Đấy, thì cũng để nhấn mạnh với cả chỗ chị Lan là ở trong sản phẩm là có chứa cái hoạt chất là cái chiết xuất từ kế sữa, nó được chuẩn hóa cái hàm lượng silymarin là 65% và đảm bảo đủ cái hàm lượng để cho nó có tác động tốt trong việc giảm cái men gan của chúng ta. Đấy. À, chị Lan thì cũng chia sẻ một cái ý cũng em thấy cũng rất là hay, là cũng rất là đáng để chúng ta thảo luận thêm, là ở trong một số cái sản phẩm của Nhật Bản ấy, đúng không ạ? Thì là chúng ta thấy rằng là cái chiết xuất gan lợn này, hoặc là chiết xuất nghệ này, chiết xuất là hến hàu nghệ gan lợn, thì nó là những cái đặc trưng của Nhật Bản trong cái việc mà hỗ trợ cho tế bào gan. Đấy. Đấy. Thế nhưng mà là sản phẩm mà can đối của Fujina thì nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái sản phẩm đấy, là nó sẽ bổ sung thêm cả chiết xuất, một số chiết xuất thảo dược liên quan đến ví dụ như là kế sữa với cả khung khén, là nó là một cái đặc điểm mà gọi là tăng cường thêm cho cái chức năng của gan chúng ta và tăng cường thêm trong cái tác dụng mà hạ men gan. Có thể chúng ta sử dụng một số các sản phẩm khác của Nhật, có thể kể cả là hàng nội địa của Nhật đi, nó cũng sẽ không hạ men gan tốt bởi vì nó không có thành phần kế sữa. Đấy. Tuy nhiên là ở trong sản phẩm này đó, ngoài những cái thành phần mà nổi trội tiêu biểu của Nhật Bản là gan lợn này, là nghệ này, thì nó cũng đã bổ sung thêm cả thành phần kế sữa nữa, thế nên là cái tác động của nó gọi là tác động gọi là toàn diện hơn rất là nhiều, và nó có thể giúp chúng ta bổ sung cả cái vấn đề suy giảm mà chức năng gan, mệt mỏi, chống mệt mỏi, cả cái vấn đề mà liên quan đến cái chỉ số men gan đấy. Bởi vì là thực ra là khách hàng ấy, người ta cái mà người ta nhìn vào dễ nhất, đúng không ạ, chính là các cái chỉ số khi mà người ta đi xét nghiệm đấy, thì cái men gan đấy chính là một trong số những cái gọi là chỉ số mà người ta có thể đánh giá gọi là trực quan nhất cái chức năng gan của người ta. Người ta uống sản phẩm xong 1 tháng 2 tháng nó cải thiện như thế nào thì nó sẽ thể hiện ở trên cái men gan đấy, làm cái rất là rõ ràng để khách hàng người ta tin tưởng, người ta sử dụng sản phẩm lâu dài. Thì đây cũng chính là một cái đặc điểm mà gọi là nổi bật hơn của sản phẩm Can Pro-X so với cả những cái sản phẩm khác ở tại thị trường Nhật Bản luôn, chứ không chỉ riêng so với các sản phẩm ở Việt Nam mà so với cả các sản phẩm của Nhật Bản nó cũng đã có cái đặc điểm ưu thế hơn rồi. Đấy, thế nên là sản phẩm của Fujina thì luôn luôn hướng đến là sản phẩm gọi là sản phẩm cao cấp, và cái tác dụng của nó phải vượt trội so với các sản phẩm khác. Thì đây cũng chính là cái đặc điểm mà mình có thể mình nhấn mạnh thêm với khách hàng chúng ta để chúng ta có thể là tư vấn khách hàng hiệu quả hơn.
Như vậy thì cho mình hỏi thêm ha, thì mình Dạ. cũng thấy đọc ở đây là khi mà có cái thành phần semi-marin á thì sử dụng trong 15 đến 20 ngày thì thấy là cái men gan nó cải thiện ha. Thì Dạ. cái lọ này là mình sẽ dùng được bao nhiêu ngày? Một hộp này chúng ta dùng được 30 ngày. Như vậy Dạ. thì cái liệu trình để điều trị men gan thì mình tư vấn khách là bao nhiêu lâu thì ổn định, và ví dụ Vâng. như sản phẩm này thì ví dụ như người ta uống để ngăn ngừa men gan hoặc là bồi bổ gan thì nó có hợp lý không, hay chỉ là khi nào men gan thì mình kê, còn chưa Vâng. bị men gan thì mình không 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 cần kê sản phẩm này? À, vâng, cái ý này cũng rất là hay. Đấy, bởi vì là người dân Việt Nam chúng ta thì hay có cái tư tưởng là khi bị bệnh chúng ta mới đi chữa, đúng không ạ? Là thế, nhưng mà cái vấn đề mà phòng bệnh, cái vấn đề mà bồi bổ tăng cường chức năng gan thì chúng ta có thể chúng ta thực hiện lúc nào cũng được. Kể cả chúng ta đang khỏe mạnh này, chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta đang có nhiều cái nguy cơ, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta đang là cái người mà về bản chất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng là đợt này tôi uống rượu bia cũng nhiều. Hay là đợt này tôi cũng đang dùng thuốc tây cũng hơi nhiều, hơi hay đau đầu này, hay dùng paracetamol này, hay dùng kháng sinh nhiều chẳng hạn. Thì hoàn toàn chúng ta có thể chúng ta bổ sung để chúng ta phòng ngừa các cái biến động và các cái suy giảm chức năng gan, đúng không ạ? Đấy. Còn cái việc mà liệu trình sử dụng bao nhiêu để chúng ta thấy hiệu quả là theo như cá nhân em tham khảo từ cái phản hồi của các khách hàng ở bên em ấy, là người ta dùng khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là người ta cảm thấy rằng là cái chỉ số men gan đã đi xét nghiệm là đã thấy cái cải thiện rồi. Đấy, cải thiện tất nhiên là nó sẽ tùy cơ địa của từng người. Đấy, bởi vì là không phải ai cũng có cái men gan giống nhau, hoặc là cái chỉ số men gan ấy có người thì rất là cao, có người người ta cũng chỉ cao ở mức bình thường. Đấy, ví dụ ở trong những cái nghiên cứu này ấy, thì cái chỉ số trung bình của nó chỉ cao hơn ở mức bình thường một chút, thì người ta có thể thấy rằng là trong khoảng 15 đến 20 ngày là tác dụng nó hạ xuống đến an toàn rồi. Thì tuy nhiên là có những người mà men gan cao một cách gần như là bất bình thường luôn, có thể gọi là gấp 2 gấp 3 lần cái chỉ số ở ngưỡng an toàn luôn ấy. Đấy, thì nó sẽ cần cái thời gian lâu hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ duy trì sử dụng trong thời gian lâu hơn. Đấy, thì cái liệu trình mà khuyên dùng thì em vẫn khuyên khách hàng mình nên sử dụng tầm khoảng 1 tháng đến 3 tháng thì nó sẽ là cải thiện tốt nhất cái vấn đề. Và thường là trong khoảng 1 tháng là người ta có thể cảm nhận được những cái thay đổi trên cơ thể người ta rồi. Đấy, cái mụn nhọt nó cũng đỡ hơn này, cái triệu chứng nóng trong hay là ợ hơi nó cũng sẽ đỡ hơn. Giả sử như vậy đấy, người ta cũng sẽ cảm nhận được rằng là cái sản phẩm nó cũng sẽ tác dụng tốt hơn rồi. Thế tuy nhiên là cái chỉ số men gan thì nó sẽ tùy thuộc vào từng người. Đấy, cái sự cao thấp khác nhau từng người thì nó sẽ đánh giá cái chỉ số men gan này về những an toàn ở cái thời gian nó khác nhau. Đấy, cái 15 đến 20 ngày này thì rõ ràng cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là người ta chỉ thực hiện ở trên cái nhóm người mà cái chỉ số men gan nó chỉ cao hơn mức bình thường một chút, đúng không ạ? Đấy, thế còn những cái người mà người ta bị nặng hơn hẳn rồi, chỉ số men gan có thể nó cao gấp vài lần so với ngưỡng bình thường rồi, thì thời gian đương nhiên là nó sẽ phải dài hơn. Đấy, thì cái này mình sẽ tùy thuộc, mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân. Rồi, ok. Không biết ai còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Không thì chắc qua sản phẩm mới. Vâng, thì chắc là em xin phép em chuyển sang cái sản phẩm bổ mắt. Vâng ạ. Đấy, sản phẩm bổ mắt của Fujina này thì cũng là một cái sản phẩm mà ra đời rất gần đây thôi, chỉ khoảng 2-3 tháng. Đấy, thì tuy nhiên là cũng đón nhận rất nhiều những cái phản hồi tích cực từ phía khách hàng, và cái đặc điểm là chính là cái lô hàng đầu tiên đặt hàng thì gần như cũng đã chuẩn bị hết rồi. Đấy, và bên em cũng đang chuẩn bị về thêm cái lô hàng thứ hai. Đấy, sản phẩm bổ mắt này thì chúng ta bây giờ chúng ta thấy rằng là nó đáp ứng cái nhu cầu cũng rất là thiết yếu, rất là thiết thực của đại đa số khách hàng, rất nhiều những cái gọi là đối tượng khác nhau. Ví dụ bây giờ trẻ em, bây giờ chúng ta thấy rằng là trẻ em đi học bây giờ học hành căng thẳng là cũng xuất hiện cái tình trạng là khô mắt, mỏi mắt, hay là vì là chúng ta mắt không đủ dưỡng chất, hay là cái tư thế học nó không đúng, chúng ta dễ dẫn đến các cái bệnh lý về tật khúc xạ, đúng không ạ? Cận thị rất là sớm.
Đấy. Hay là bây giờ ví dụ như là người lớn chúng ta thì đối tượng chúng ta làm việc văn phòng này, chúng ta tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính này, màn hình điện thoại, tivi. Đấy, nó có những cái ánh sáng xanh nhưng nó rất là ảnh hưởng, rất là gây hại cho cái mắt của chúng ta. Đấy, hay là những cái đối tượng mà ví dụ kể cả người cao tuổi thì cái chức năng về thị lực nó cũng sẽ suy giảm dần theo thời gian. Hay là người ta cũng sẽ xuất hiện một số những cái biểu hiện liên quan đến ví dụ như là quáng gà hay là thị lực người ta yếu hơn. Đấy, thì cái nhu cầu về sản phẩm bổ mắt là nó cũng rất là rõ rệt, rất là hiện hữu ở gần như là đầy đủ các đối tượng từ già đến bé, từ từ trẻ đến già, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu nó rất là cao. Đấy, và sản phẩm về bổ mắt thì không phải là sản phẩm nào nó cũng có những cái đặc điểm tốt một cách tổng 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 thể để cho mắt chúng ta. Đấy, thì hiện tại bây giờ Fujina cũng ra đời cái sản phẩm bổ mắt này thì cũng là một cái giải pháp mà em thấy rằng là cái tác động của nó rất là tổng thể, tổng quan và nó giúp cho chúng ta cải thiện được cái vấn đề khô mắt, mỏi mắt này, cải thiện được cái vấn đề suy giảm thị lực này, thoái hóa điểm vàng này, giúp nó giảm được cái tác hại của ánh sáng xanh đến mắt chúng ta rất là tốt. À, thì đối với sản phẩm bổ mắt này thì chúng ta em cũng sẽ đi vào một số cái mục chính. Thứ nhất là cái đặc điểm của mắt. Đấy, để chúng ta hiểu cấu tạo của mắt chúng ta như thế nào và phần nào của mắt là ảnh hưởng bởi vấn đề sinh lý, phần nào của mắt là ảnh hưởng bởi các yếu tố vật lý. Đấy. Thứ hai là cái tác động của thực phẩm chức năng đến mắt thì nó sẽ nhắm đến những cái tác động gì. Đấy. Mục tiêu sản phẩm của chúng ta là hướng đến cái đối tượng nào, hướng đến cải thiện vấn đề gì của mắt. Đúng không ạ? Đấy. Thứ tư là tác dụng của từng thành phần một ở trong sản phẩm iFi và những cái thông tin chung về sản phẩm cũng như là tư vấn về liệu trình, tư vấn về hướng dẫn sử dụng. À. Thì đầu tiên, trước tiên thì em cũng xin phép là em mô tả một chút về cái cấu tạo mắt chúng ta, đúng không ạ? Em sẽ chỉ mô tả rất đơn giản thôi. Đấy, ở đây chúng ta có thể tưởng tượng rằng đây là thị lực mắt bình thường của chúng ta. Mắt chúng ta thì nó sẽ có gọi là hai cái thành phần chính. Đấy, một là cái phần thủy tinh thể, đúng không ạ? Thủy tinh thể nó chính là đóng vai trò giống như một cái thấu kính để nó hội tụ tất cả cái ánh sáng chúng ta nhìn thấy được để đi vào trong bên trong cái lòng mắt hay là cái võng mạc của chúng ta, và cái ánh sáng này nó sẽ hội tụ lại tại tầm một điểm, đúng không ạ? Đấy, thì cái điểm mà nó hội tụ này nếu như mà nó rơi được đúng vào cái phần điểm vàng của chúng ta ở phần đáy mắt thì hình ảnh nó được nhìn thấy rất rõ ràng. Đấy, đấy là ở những cái mắt bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như ở người cận thị thì do là cái thủy tinh thể này nó cái độ phồng độ dẹp nó khác nhau, đúng không ạ? Cái tiêu cự của nó khác nhau, thế nên là cái sự hội tụ ánh sáng nó không đi vào đúng cái phần điểm vàng ở nằm ở trên võng mạc. Nó có thể là nằm ở trước võng mạc này hoặc là nằm ở sau võng mạc thì là viễn thị, trước võng mạc thì là cận thị, thế dẫn đến là cái yếu tố tác động của cái thủy tinh thể này chính là một cái yếu tố mà gần như là mang cái phần đặc tính vật lý rất là nhiều, đúng không ạ? Nên chúng ta thấy rằng là để mà điều chỉnh cái thủy tinh thể này chúng ta sẽ chỉ điều chỉnh bằng cái vật lý thôi, hoặc là chúng ta đeo kính, hoặc là chúng ta can thiệp bằng phẫu thuật laser để chúng ta có thể bào mòn thủy tinh thể, hoặc là chúng ta thay thế thủy tinh thể bằng thủy tinh thể nhân tạo, đúng không ạ? Để làm sao để chúng ta kéo cái phần điểm hội tụ này nó vào đúng cái điểm vàng của chúng ta, đúng không ạ? Thế còn về cấu tạo của mắt này thì nó không phải chỉ đơn giản là cái phần vật lý như thế, mà ở trong mắt chúng ta nó sẽ có em chia ra làm hai cái phần gọi là thành phần vật lý và thành phần sinh học. Đấy. Thành phần vật lý thì nó gồm thuần túy là các yếu tố vật lý liên quan đến khúc xạ ánh sáng, liên quan đến hội tụ ánh sáng, liên quan đến các thành phần bảo vệ mắt, hệ cơ xương chẳng hạn ấy, thì nó sẽ chính là cái thành phần vật lý mà gần như là chúng ta không thể can thiệp được bằng các cái thuốc sử dụng thông thường. Đấy. Ví dụ như thủy tinh thể chúng ta muốn can thiệp vào nó, đúng không? Chúng ta hoàn toàn phải can thiệp bằng phương pháp vật lý. Chúng ta phải phẫu thuật laser, phải thay thế thủy tinh thể mới nhân tạo chẳng hạn, chúng ta không thể dùng thuốc để cho thủy tinh thể chúng ta phồng hơn, rời rạc hơn được, đúng không ạ? Đấy, cái này nó là một cái đặc điểm. Đấy, ví dụ như là cái con ngươi này, cái giác mạc, cái cục mạc thì nó đều là những cái thành phần gọi là vật lý của mắt. Thế nhưng bên cạnh đấy thì nó sẽ có những thành phần mang tính chất sinh học, ví dụ như là võng mạc. Đấy, cái võng mạc là cái phần vàng vàng mà chúng ta nhìn thấy ở trên cái phần này này, nó là nơi mà tập hợp tất cả các tế bào cảm giác về thị lực của chúng ta. Đấy, các cái tế bào thần kinh tụ tập ở đấy rất là nhiều, và đặc biệt là ở cái khu vực điểm vàng thì ở trên mắt nó có một cái điểm vàng.
Đấy, điểm vàng này là nơi tập trung gần như là số lượng cái tế bào thần kinh cảm giác về ánh sáng là nhiều nhất để chúng ta xử lý cái hình ảnh mà nó hội tụ qua cái thủy tinh thể này vào khu vực giác mạc và võng mạc ấy. Đấy, bên cạnh đấy thì nó có dịch kính ở bên trong này, có hệ thống mạch máu này, có thể tế bào thần kinh thị giác này, có tuyến lệ này, là những cái yếu tố mà chúng ta thấy là nó thành phần sinh học. Và khi mà chúng ta thiếu những cái dưỡng chất mà nuôi dưỡng ấy, thì nó sẽ dẫn đến là những cái suy giảm về chức năng của những cái thành phần này. Đó. Ở trên đây thì đây em có mô tả. Đấy, là võng mạc là chứa hệ thống thần tế bào thần kinh thị giác là chuyển hóa thông tin hình ảnh thành các tín hiệu thần kinh mà não bộ chúng ta có thể cảm nhận được. Đấy, cái điểm vàng chính là cái điểm ở trên võng mạc, nơi mà có cái mật độ tế bào thần kinh thị giác cao nhất, và nó cũng chính là nơi mà cái tế bào cảm nhận rõ nhất cái hình ảnh mà nó hội tụ từ 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 ánh sáng chúng ta đi vào trong võng mạc ấy. Đấy, cái dịch kính chính là cái chất dịch bên trong khoang của mắt để chứa các cái tế bào dưỡng chất nuôi dưỡng tế bào mắt. Đấy, cái dây thần kinh thị giác hay là tuyến lệ tuyến mi làm bảo vệ mắt khỏi một số tác nhân vật lý bên ngoài như bụi hóa chất đấy. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là đây mới chính là những cái đặc tính về mặt sinh học của mắt mà chúng ta có thể can thiệp được bằng việc chúng ta dùng thuốc, chúng ta dùng thực phẩm chức năng. Đấy, còn những cái vấn đề liên quan đến những cái đặc tính vật lý thuần túy vật lý của mắt thì chúng ta gần như chúng ta không thể nào cải thiện được bằng các cái sản phẩm và thuốc hay thực phẩm chức năng, đúng không ạ? Ví dụ như những người mà bị tật khúc xạ ấy, chính là cái vấn đề mà thủy tinh thể của người ta bị gọi là biến dạng ấy, không được như bình thường ấy, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào chúng ta uống thuốc để chúng ta hết cận thị, đúng không ạ? Không có bất cứ một loại thuốc nào để điều trị hết cận thị hay là giảm độ cận, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng đấy hoàn toàn là chúng ta phải can thiệp bằng vật lý, can thiệp bằng phẫu thuật ngoại khoa thì chúng ta mới hết được những cái đấy. Thế còn những cái vấn đề liên quan đến đặc tính sinh học này mới là những cái đích mục tiêu chúng ta nhắm đến. Ví dụ như là chúng ta củng cố bổ sung thêm những cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cái võng mạc của mắt này, chúng ta tăng cường thêm cái hệ thống gọi là sắc tố để cho cái điểm vàng này cho nó nhạy cảm hơn với ánh sáng này, chúng ta tăng cường thêm những cái dinh dưỡng để chúng ta có cái tuyến lệ tuyến mi chúng ta nó đủ cái độ ẩm để giúp cho nó mắt chúng ta không bị khô, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta không bị mỏi mắt khô mắt, thì đấy mới chính là những cái mà chúng ta mục tiêu chúng ta sản phẩm chúng ta hướng tới. Đấy, thì khi mà chúng ta tư vấn cho các cái bệnh lý về mắt chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng hai cái vấn đề bệnh lý như vậy. Một là bệnh lý liên quan đến tật khúc xạ, đúng không, liên quan đến thủy tinh thể ấy, bao gồm cận thị, viễn thị, loạn thị, là gần như chúng ta gọi là các cái thuốc chúng ta không can thiệp được vào, đúng không ạ? Nếu như mà một khách hàng chúng ta hỏi chúng ta là uống cái này có giảm độ cận hay không thì chúng ta hoàn toàn phải làm rõ với khách hàng luôn là nó không. Đấy, không có một loại thuốc nào giảm độ cận, giảm độ loạn, giảm độ viễn cả. Đấy, nó sẽ chỉ giúp chúng ta giảm được hiện tượng thoái hóa điểm vàng này, tăng cường thị lực này, giảm khô mắt, mỏi mắt. Đấy, là nó can thiệp được bằng những cái thực phẩm chức năng hay là các cái thuốc cho mắt thôi. Đấy. Thì ở đây thì em cũng muốn làm rõ thêm một cái ý là tại sao mắt chúng ta lại bị mỏi, tại sao chúng ta lại có cái hiện tượng là khô mắt, mỏi mắt, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là mắt chúng ta là một cái cơ quan mà gần như hoạt động với cường độ cao liên tục, tiếp nhận rất nhiều thông tin hàng ngày, chỉ trừ khi nó ngủ, đúng không ạ? À, cái lượng thông tin này thì là một cái tín hiệu là rất là khổng lồ chuyển hóa thành cái thông tin mà não bộ chúng ta tiếp nhận. Đấy. Và những cái tế bào thần kinh ở trong mắt ấy thì nó vô cùng là mỏng manh, nó rất là dày đặc, rất là nhiều nhưng nó rất là nhỏ, kể cả là cái hệ thống mạch máu trong cái răng cái võng mạc chúng ta cũng rất là nhỏ, và vì là nó là những tế bào rất nhỏ nên nó rất là dễ dàng bị chịu tác động bởi cái tác nhân oxy hóa. Đấy, những cái tác nhân oxy hóa này thậm chí bình thường chúng ta thấy rằng là ánh sáng nó đã là một tác nhân oxy hóa rồi. Đấy, chúng ta tiếp mắt chúng ta nhìn hàng ngày, chúng ta đi ra ngoài nắng nhiều hoặc là chúng ta nhìn ánh sáng chói hay là những cái ánh sáng có năng lượng cao như tia cực tím hay tia hay là ánh sáng xanh từ màn hình máy tính là nó cũng đã là những tác nhân mà dễ dàng bị gây cái hiện tượng là oxy hóa các cái tế bào mắt, dẫn đến là chúng ta bị gọi là suy giảm chức năng của tế bào mắt này. Đấy, ví dụ như là cường độ làm việc của chúng ta nhiều, tập trung nhiều vào một số những vật thể ở gần thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng mắt chúng ta sẽ bị mỏi nhanh hơn. Đấy, ví dụ như anh chị em chúng ta mà ngồi trước máy tính một thời gian dài, đúng không, vài tiếng ngồi liên tục chẳng hạn thì mắt chúng ta rất là dễ mỏi. Đấy, tức là những cái ánh sáng ở gần chúng ta nhìn quá tập trung vào một cái phần mắt ở gần thì mắt chúng ta phải điều tiết để chúng nó nhìn rõ ràng hơn, thế nên là chúng ta rất dễ bị mỏi mắt. Đấy,
Và một yếu tố nữa là yếu tố tuổi tác cũng sẽ dẫn đến là mắt chúng ta bị thiếu dưỡng chất, và cái hệ sắc tố ở trong mắt của chúng ta ấy, nó cũng sẽ bị thiếu đi, dẫn đến là chúng ta gặp phải hiện tượng là quáng gà và chúng ta nhìn kém đi vào cái thời gian mà buổi chiều, tức là thời gian mà chúng ta ánh sáng nó bị thiếu ấy, và chúng ta nhìn rất là kém. Đấy. Thì cái đích đến tác dụng của sản phẩm iFi này nó chính là tăng cường các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt khỏi các cái gốc tự do này, các tác nhân gây oxy hóa, là làm cho thoái hóa cái hệ thống thần kinh thị giác của chúng ta ấy. Thứ hai là bảo vệ mắt khỏi cái ánh sáng xanh và cái tia cực tím. Thì cái ánh sáng xanh và tia cực tím này nó chính là những cái tác nhân mà rất là có hại cho mắt, bởi vì là nó là những cái ánh sáng mà mang cái năng lượng cao. Đấy, cái năng lượng cao này thì khi mà chiếu vào vào mắt chúng ta đúng không, thì nó sẽ thiêu đốt các cái tế bào thần kinh ở phía sau này, nó gây ra hiện tượng oxy hóa và làm cho cái tế bào thần kinh này nó bị tổn thương, hư tổn, thì dẫn đến là lâu dần thì nó sẽ giảm được cái thị lực của chúng ta xuống. Đấy. Và yếu tố thứ ba là bổ sung các cái dưỡng chất cần thiết cho mắt để giúp tăng cường thị lực, cải thiện các triệu chứng khô mắt và mỏi mắt, quáng gà. Đấy. Thì đây chính là ba cái mục tiêu mà sản phẩm iFi này hướng đến. Và chúng ta chính là gọi là ba cái tác dụng cụ thể nhất của sản phẩm iFi khi mà chúng ta sử dụng cho khách hàng và tác động lên cái vấn đề về bổ mắt đúng không ạ? Đấy. Nó bảo vệ mắt khỏi các cái tác nhân oxy hóa, bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho mắt để giúp giảm hiện tượng khô mắt, mỏi mắt, quáng gà. Đó. Thế có được cái tác động như vậy là ở cái sự kết hợp của bốn thành phần. Đấy, ở đây chúng ta có thành phần chiết xuất quả Việt quất này, đấy, thành phần chiết xuất từ hoa cúc này, và thành phần chiết xuất từ tảo Hematococcus của Nhật Bản, và thành phần vitamin A. Đó. Thì bốn cái thành phần này thì em sẽ xin phép là đi chi tiết từng cái một. Đầu tiên là cái quả Việt quất này, thì nó một loại quả mà nguồn gốc từ Bắc Mỹ và chứa cái hàm lượng vitamin rất cao, bao gồm các vitamin A, vitamin K, vitamin C là rất là cao, và đặc biệt nó có một đặc điểm là chứa một cái hàm lượng rất cao chất chống oxy hóa, đó chính là anthocyanin. Đấy. Cái anthocyanin này thì gần như là một cái loại chất chống oxy hóa tự nhiên ở thực vật mà gần như là tác động mạnh nhất. Đấy. Thì khi mà các cái gốc tự do hình thành ở trong cơ thể chúng ta ấy mà tiếp xúc với những cái hoạt chất anthocyanin này thì nó sẽ bị gọi là nó mất đi các tính chống oxy hóa của nó. Tức là cái anthocyanin này nó chính là chất chống oxy hóa, mà bản thân cái chất chống oxy hóa đấy thì cái tác động của nó gọi là một cái nhân vật chết thay. Đấy. Thì thông thường thay thay vì là cái gốc tự do này nó sẽ tấn công vào các tế bào của chúng ta đúng không ạ? Tấn công vào tế bào mắt, tấn công vào tế bào thành mạch máu chẳng hạn. Thì bây giờ khi chúng ta bổ sung cái anthocyanin này, nó sẽ là người chết thay các cái tế bào đấy và giúp cho tế bào chúng ta được bảo vệ. Đó. Đấy, nếu mà hiểu nôm na thì nó sẽ chính là như thế. Đấy. Ở bên trong cái quả Việt quất thì cũng có rất nhiều những cái lợi ích tốt cho sức khỏe khác, tăng cường hệ miễn dịch này, cải thiện chức năng não bộ này, tăng cường sức khỏe tim mạch này, chống ung thư, tăng cường thị lực, bảo vệ mắt khỏi các chất chống oxy hóa và các gốc tự do. Đấy. Chiết xuất ra Việt quất nó sử dụng ở trong iFi thì được chuẩn hóa hàm lượng là chứa 25% anthocyanin. Đây cũng chính là một hàm lượng rất là cao hóa chất này. Đấy. Và cũng cho thấy rằng là cái tiêu chuẩn về thành phần phải được chuẩn hóa hàm lượng thì mới đạt cái yêu cầu để đưa vào trong sản phẩm iFi này. Đấy. Và anthocyanin này thì cũng sẽ hạn chế cái sự thoái hóa điểm vàng, giúp cho các tế bào thần kinh ở cái khu vực đáy mắt của chúng ta ở điểm vàng nó sẽ được bảo vệ khỏi các cái tác nhân oxy hóa. Đấy. Và cải thiện độ bền mạch máu ngoại vi của mắt, ngăn ngừa các tình trạng gọi là vỡ mao mạch, vỡ cái mạch máu ở cái khu vực mà đáy mắt của chúng ta đấy. Thì cái mạch máu này nó chính là cái biến chứng của rất nhiều cái bệnh lý, ví dụ như là bệnh lý tiểu đường hay bệnh lý huyết áp cao, thì nó sẽ có cái biến chứng liên quan đến mạch máu nhỏ ở cái khu vực mắt của chúng ta đấy. Đấy, nó dẫn đến chúng ta xuất hiện những cái lốm đốm điểm đen ở trước mắt, mà chính là cái hiện tượng người ta gọi là võng mạc đái tháo đường ấy, là cái điển hình ấy, chính là khi mà võng mạc chúng ta cái mạch máu nó bị oxy hóa, nó bị vỡ thì dẫn đến là nó xuất hiện cái biến chứng đấy, thì cái anthocyanin này nó cũng sẽ giảm được hiện tượng đấy đi.
Ở đây thì em cũng chia sẻ thêm một chút về cái trắng xanh. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là ánh sáng trắng chúng ta nhìn hàng ngày này là một tập hợp của tất cả những ánh sáng màu đúng không ạ? Nó bao gồm 7 màu cơ bản đúng không ạ? Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím đúng không ạ? Trong đó là tím là cái ánh sáng gần với cái bước sóng tử ngoại, là cái năng lượng cao nhất. Thì ngay gần đến tím là xanh, chính là cái gọi là cái vùng ánh sáng có năng lượng cũng cao mà chỉ thua kém mỗi cái tia cực tím thôi. Đấy. Thì ánh sáng xanh này thì nó lại là đặc biệt, nó lại xuất hiện rất nhiều ở trong những cái thiết bị điện tử. Đấy, ví dụ như là màn hình máy tính, màn hình điện thoại, màn hình tivi mà chúng ta nhìn vào hàng ngày có rất nhiều những ánh sáng xanh này. Đấy, và khi mà ánh sáng xanh này chúng ta nhìn nhiều thì nó có hại cho mắt, và vì nó là năng lượng cao nên là nó thúc đẩy quá trình oxy hóa các tế bào thần kinh của mắt. Đấy. Và khi chúng ta bổ sung về anthocyanin này thì nó sẽ giúp cho mắt chúng ta ấy, tăng cường một cái gọi là người thế chỗ, người chết thay. Đấy, nó sẽ đóng vai trò là người chết thay cho các cái tế bào của chúng ta, nên là tế bào chúng ta sẽ được bảo vệ. Bên cạnh cái chiết xuất Việt quất thì cũng có một cái chiết xuất là rất là quan trọng ở trong cái sản phẩm, đó chính là chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ. Nó chứa hai cái thành phần hoạt chất, đó là lutein và zeaxanthin. Thì đây là đều là những cái dưỡng chất cực kỳ là tốt cho mắt, và nó thuộc các cái nhóm sắc tố carotenoid tìm thấy nhiều nhất ở trong điểm vàng của mắt. Chúng ta thấy rằng là zeaxanthin và lutein chính là những cái gọi là thành phần dinh dưỡng mà nuôi dưỡng cái điểm vàng của mắt chúng ta. Và khi chúng ta bổ sung cái thành phần này vào thì nó sẽ phòng chống được cái hiện tượng là thoái hóa điểm vàng. Thoái hóa điểm vàng thì định nghĩa là gì? Nó chính là cái tế bào thần kinh ở điểm vàng nó bị chết đi nhiều hơn cái mức cụ thể, nhiều hơn cái mức cho phép ấy, nhiều hơn mức bình thường, thì dần dần nó sẽ bị thoái hóa đúng không ạ? Thế nhưng mà khi chúng ta bổ sung được những cái dưỡng chất như này vào cho cái khu vực điểm vàng của chúng ta thì sẽ dẫn đến là cái hiện tượng thoái hóa điểm vàng nó sẽ không xảy ra, và mắt chúng ta sẽ gọi là được tăng cường thị lực lên. Bên cạnh đấy thì cả lutein và zeaxanthin cũng sẽ là những chất mà cũng có đặc tính chống oxy hóa mạnh và sẽ hạn chế đầy gốc tự do có hại cho mắt chúng ta. Đó. Chiết xuất hoa cúc vạn thọ này thì cũng sẽ hạn chế được cả cái việc mà tích tụ lắng đọng cái protein ở trên cái thể thủy tinh thể ấy, giúp phòng ngừa hiện tượng là đục thủy tinh thể mà hay xuất hiện ở người già. Đấy. Thì cho nên là bổ sung lutein và zeaxanthin tác dụng chống thoái hóa điểm vàng rất là tốt. Đấy. Và cũng rất là tốt cho việc giảm cái tăng cường cái thị lực ở người cao tuổi lên. Đấy, như cái hình minh họa phía dưới là chúng ta thấy rằng là cái điểm vàng ở trong khu vực đáy mắt chúng ta ấy, nó đang bị thoái hóa, nó hình thành những cái vùng gọi là vùng bị tổn thương đấy. Thì ở người cao tuổi mà xuất hiện những hiện tượng này thì thị lực nó suy giảm rất là nhanh. Một thành phần thứ ba có mặt ở trong sản phẩm iFi là chính là cái chiết xuất từ vi tạo hematococcus. Thì chiết xuất này được chuẩn hóa cái hàm lượng sắc tố astaxanthin. Astaxanthin này nó chính là cái sắc tố đỏ, và sắc tố đỏ này thì thường là nó sẽ có cái tác dụng rất tốt trong việc giảm cái hiện tượng gọi là quáng gà ở người cao tuổi. Đấy. Thì khi mà người cao tuổi mà chúng ta sử dụng cái sắc tố đỏ này, sắc tố astaxanthin này, thì cái hiện tượng quáng gà nó sẽ được cải thiện cách tương đối là rõ rệt. Đấy. Và ở Nhật Bản thì các cái vi tạo ấy thì nó cũng là một trong số những nét đặc trưng của Nhật Bản. Đấy. Ngoài ví dụ như kiểu là chúng ta thấy rằng là Hàn Quốc thì có hồng sâm đúng không ạ, thì Nhật Bản thì cái tảo của Nhật Bản cũng là một trong số những cái nét mà rất là đặc trưng. Và về cái công nghệ để sản xuất, để nuôi trồng các cái vi tảo ở Nhật Bản cũng là gần như là số 1 của thế giới. Đấy. Và người ta chiết xuất các cái hàm lượng hoạt chất từ cái vi tảo này ra cũng là áp dụng những công nghệ rất là cao. Đấy, gần như là không ở đâu trên thế giới này mạnh về tảo bằng ở Nhật Bản. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là nguyên liệu tảo và vi tảo Hematococcus này ở Nhật Bản cũng là một trong số những nguyên liệu mà thuộc dạng rất là cao cấp và đưa vào trong sản phẩm. Còn là thành phần thứ tư thì chúng ta thấy rằng là vitamin A, đúng không? Vitamin A thì thực ra là ai cũng biết rằng nó rất là quan trọng cho sức khỏe của mắt. Nó sẽ giúp bổ sung cái dưỡng chất này và giúp tránh cái tình trạng khô mắt và giác mạc chúng ta bị khô, tuyến lệ chúng ta không tiết được đủ cái chất dịch. Đấy. Thì hiện tượng khô mắt này sẽ giảm đi cái hiện tượng đấy. Và vitamin A thì cũng sẽ tham gia rất nhiều vào cái việc hình thành nên tế bào thần kinh ở mắt. Đấy. Và việc bổ sung vitamin A thì là vô cùng cần thiết rồi, gần như là ai chúng ta cũng nên bổ sung vitamin A để cho cái thị lực chúng ta được đảm bảo. Đấy.
Đấy, với cái sự kết hợp của bốn cái thành phần này, chúng ta sẽ có ba cái nhóm tác động, gần như là ba cái gọi là ba công dụng mà sản phẩm i5 mang lại cho mắt của chúng ta. Thứ nhất là nó bổ sung các cái nhóm chất chống oxy hóa, để bao gồm lutein này, anthocyanin. Đấy, thì sẽ bảo vệ mắt chúng ta khỏi gốc tự do, các cái chất oxy hóa có hại lên tế bào thần kinh, để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh, là những cái gọi là mang cái đặc tính là oxy hóa làm hại lên cái tế bào thần kinh ở mắt chúng ta. À, thì cái chất chống oxy hóa này nó sẽ giúp chúng bảo vệ mắt khỏi các cái tác nhân này. Và thứ hai là nhóm các cái sắc tố. Sắc tố thì gọi là gần như là các cái chất dinh dưỡng để cho cái tế bào thần kinh của chúng ta nhạy cảm hơn với ánh sáng, để chúng ta có thể tăng cường thị lực hơn. Thì bao gồm lutein này, zeaxanthin và astaxanthin đều là những cái nhóm là sắc tố cực kỳ tốt cho điểm vàng và chống được cái thoái hóa điểm vàng, tăng cường thị lực của chúng ta, giảm được cả hiện tượng quáng gà ở người cao tuổi, đúng không ạ? Thứ ba là nhóm các cái vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A và một số các vitamin mà ở trong các chiết xuất Việt Quất đấy, thì đều là cung cấp các cái vitamin, khoáng chất và cung cấp các cái dưỡng chất nuôi dưỡng cái tuyến lệ của mắt, để chúng ta có thể là tiết ra những cái chất dịch một cách đầy đủ để giúp chúng ta không bị cái hiện tượng khô mắt. Đấy, thì trên đây là ba cái nhóm tác động chính của sản phẩm i5 này cho cái mắt của chúng ta. Đấy, về thông tin chung của sản phẩm thì chúng ta sẽ có quy cách đóng gói là một lọ 30 viên nang mềm. Đấy, thành phần trong mỗi một viên nang mềm này thì sẽ chứa chiết xuất Việt Quất, chuẩn hóa 25% anthocyanin là 120 mg, chiết xuất hoa cúc vạn thọ bao gồm 20% lutein và 4% zeaxanthin là 50 mg, tức là trong sản phẩm chúng ta sẽ có 10 mg lutein và 20 mg zeaxanthin. Thì đây cũng đều là những cái gọi là hàm lượng đầy đủ để cho chúng ta bổ sung hàng ngày cho cái tác động và tốt cho mắt của chúng ta. Bên cạnh đó là sắc tố vi tạo của hematococcus và vitamin A thì đều có cái hàm lượng, vitamin A thì chúng ta quy đổi là 1 mg thôi, nhưng mà thực ra cái vitamin A mà dùng trong cơ thể chúng ta thì nó được tính theo microgram cơ. À, nên là cái 1 mg này cũng là quá đủ đối với cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta rồi. Đã. Công dụng đăng ký thì nó sẽ được đăng ký là giúp bảo vệ mắt, hỗ trợ cải thiện thị lực, hỗ trợ giảm khô mắt, mỏi mắt. Thì đây đều là những công dụng mà được viết ở trên nhãn của sản phẩm khi đăng ký công bố. Thì bên cạnh những công dụng này thì rõ ràng là nó sẽ rất nhiều công dụng khác của từng thành phần, tuy nhiên là do cái quá trình đăng ký chúng ta không thể ghi được quá nhiều ở trên cái nhãn, thế nên là chúng ta sẽ chỉ ghi được như thế này thôi. Tuy nhiên là khi chúng ta tư vấn thì chúng ta có thể là nói sâu hơn, rộng hơn về từng thành phần một đến với khách hàng sẽ hiểu nhiều hơn là về tác dụng bảo vệ mắt là như thế nào, bảo vệ khỏi ánh sáng xanh, đúng không ạ? Chúng ta bảo vệ khỏi các cái tế bào, các cái tác nhân oxy hóa hệ thần kinh của mắt, đúng không ạ? Giúp mắt chúng ta tăng cường thị lực. Đó, như vậy. Về đối tượng sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, và nhà sản xuất vẫn là Nakanhiêu Capsule, thì vẫn cùng với nhà sản xuất của viên bổ gan đấy, thì là cũng là một nhà sản xuất viên nang rất là có tiếng của Nhật Bản và có kinh nghiệm khoảng 30 năm trong cái lĩnh vực này rồi. Đấy, vẫn là cùng một nhà sản xuất đấy. Đấy, thì chúng ta sau khi dùng sản phẩm i5 này thì nó sẽ có một số cái lợi ích, ví dụ như là cải thiện tình trạng khô mỏi mắt sau khoảng 2 tuần sử dụng, cái này chúng ta thấy rất nhanh. Đấy, cải thiện tình trạng quáng gà này, tăng cường thị lực vào ban đêm, có thể thấy sau khoảng 1 đến 2 tháng sử dụng chúng ta thấy mắt chúng ta tinh tường hơn vào ban đêm đối với người cao tuổi ấy. À, chúng ta sẽ bổ sung tốt những dưỡng chất cho mắt giúp tăng cường thị lực, bảo vệ mắt khỏi tác hại của gốc tự do, của ánh sáng xanh này, cho đôi mắt chúng ta khỏe mạnh tinh tường, chúng ta sẽ sử dụng lâu dài để chúng ta hạn chế, chúng ta bảo vệ cái mắt của chúng ta. Cái này rất phù hợp với những người mà chúng ta hay ngồi văn phòng, hay phải tiếp xúc với tivi, máy tính, điện thoại, là chúng ta sử dụng bổ sung cái dưỡng chất cho mắt này nó sẽ giúp bảo vệ mắt chúng ta rất là tốt. Đấy, và có một cái lưu ý cũng rất là quan trọng em vẫn muốn nhấn mạnh lại với các anh chị, đấy là sản phẩm này không có tác dụng để giảm độ cận thị, giảm độ viễn thị hay là loạn thị. Thế nên là chúng ta cần phải rõ ràng khi chúng ta tư vấn với khách, thì nhu cầu của khách hay là yêu cầu của khách thì có khi khách không hiểu, khách tưởng rằng là uống thuốc có thể giảm được, thế nhưng mà chúng ta có thể chúng ta tư vấn rõ để khách hiểu rằng là chúng ta sẽ giảm được cái tình trạng khô mỏi mắt này, cải thiện thị lực, nhưng mà sẽ không thể nào mà cải thiện được cái vấn đề cận thị hay là loạn thị viễn thị, đúng không ạ? Sẽ không giảm độ được. Thì cái đấy em cũng sẽ hy vọng là mọi người có thể là làm rõ được với khách hàng. À, trên đây là phần trình bày của em về sản phẩm mà.
i5. Thì nếu mọi người có câu hỏi thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Sản phẩm này thì về bản chất thì nó không không phải là sản phẩm để điều trị bất cứ một cái bệnh lý nào, đúng không ạ? Nó sẽ chỉ là một sản phẩm chúng ta bổ sung để phục vụ cái nhu cầu của chúng ta muốn tăng cường thị lực của chúng ta. Chúng ta muốn cho cái mắt của chúng ta khỏe mạnh hơn, sáng hơn và giảm được cái tác hại mà chúng ta sử dụng làm việc máy tính lâu ngày, lâu thời gian đấy. À, thì gần như là nó sẽ không phải là một cái sản phẩm mà có một cái liệu trình gọi là tác dụng gọi theo thời gian là như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được cái tác động của nó sau khoảng 2 tuần sử dụng là mắt chúng ta có thể là giảm khô, giảm mỏi rất là tốt. À. Cái cho mình hỏi cái gluten sẽ là, thì hiện tại trên thị trường có một số sản phẩm đó, thì hàm lượng gluten nó khá cao, thì Vâng, đúng cái rồi. gluten thì nó quan trọng như thế nào, mà hồi mình cũng có nghe nghe chia sẻ nhưng mà mình cũng chưa có nắm rõ. Hình như là nó quan trọng nhưng mà nó không có trong cái quá trình là nội sinh của các cái tế bào mắt đúng không ta, cái gluten ấy. Cái này thì nó có ở trong quá trình nội sinh của chúng ta có sinh ra, thế nhưng mà cái số lượng mà chúng ta gọi là sản sinh tự nhiên ở trong cơ thể ấy, thường là nó không đủ. Đấy, thì như em có chia sẻ vừa nãy thì cái lutein và cái zeaxanthin này thì nó là một trong nó là hai cái gọi là thành phần dưỡng chất được tìm thấy nhiều nhất ở cái điểm vàng của mắt chúng ta. Đấy, chính là gần như là nó là cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cái tế bào thần kinh ở trong cái điểm vàng ấy. Đấy, thì khi mà chúng ta bị thiếu hụt thì rõ ràng là cái thị lực của chúng ta sẽ suy giảm. Đấy, và càng cái sự thiếu hụt này ấy, càng về cái tuổi cao hơn thì chúng ta sẽ càng cảm nhận cái sự thiếu hụt nó nhiều hơn. Đấy, bởi vì cơ thể chúng ta nó không sản xuất ra được đủ cái lượng, thế nên là khi mà chúng ta bổ sung thêm từ cái nguồn từ bên ngoài vào nó sẽ giúp cho gọi là cơ thể chúng ta có đầy đủ hơn cái dưỡng chất để nuôi dưỡng mắt, để hạn chế được cái suy yếu của điểm vàng, để chúng ta cái thị lực khi mà chúng ta về cao tuổi nó sẽ cải thiện tốt hơn. Đấy, thì nó sẽ là như vậy. Ok, nếu mà cho mình hỏi câu nữa là bây giờ thực ra thì cái USB và cái thị trường ấy, nhà mình là bốn người thì hết cái năm người là bị cận rồi, kể cả mấy con mấy lớp ba lớp hai thì nó đeo cái Vâng. kính giống như mình, còn bản thân mình thì nó gọi là cận học đường, thì Dạ. tốt tốt nghiệp đại học xong thì sắm cho cái chiếc, thì tới giờ là mình là vừa cận mà vừa lão, tức nghĩa là nhìn 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 xa thì nhìn kiếm mà lại gần thì bỏ kiếm. À, tới giờ nó bước qua giai đoạn vừa cận vừa lão rồi, thì đối với các cái hàm lượng, đối với cái mà hàm lượng của mình như vậy nè, thì mình dùng cho các bạn mấy tuổi được, các bạn nào mà uống thuốc viên được thì mình cho được chưa, Đấy, hay đúng là rồi, mình cái câu hỏi của anh cũng rất là hay, bởi vì là em cũng chia sẻ với anh như thế này đấy, tức là trên cái đăng ký sản phẩm đúng không ạ, thì mình lại bị bắt buộc bị ép phải ghi là người trưởng thành đấy. Thế tuy nhiên là dựa trên những cái hàm lượng này thì em thấy ở trong một số cái sản phẩm khác trên thị trường ấy thì hàm lượng lutein zeaxanthin nó cũng rất là cao, có những sản phẩm sử dụng 20 mg, tức là gấp đôi ở trong sản phẩm này đúng đấy. Thì tuy nhiên là không phải cứ cao hơn thì là tốt hơn, bởi vì nó không tỷ lệ thuận. Đấy, cao hơn rồi. nhiều khi nó lại là thừa, nó không cần thiết, bởi vì là khoa học người ta chứng minh là cái gì đủ thì nó mới là tối ưu nhất, chứ không phải chúng ta bổ sung quá nhiều để làm cái gì cả. Đấy, và dựa trên những cái tìm hiểu của em về cái độ an toàn của các cái thành phần hoạt chất này ấy, thì nó có cái độ an toàn rất là cao. Đấy, thì em thì em rất là tự tin, kể cả là đối với đối tượng mà học sinh gọi là khoảng độ 9-10 tuổi hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này một cách bình thường với cái hàm lượng giống y hệt như người lớn, ta sử dụng một viên một ngày bình thường. Đấy, thế nhiên là nó vướng vào cái vướng mắc khi mà chúng ta đăng ký sản phẩm đấy, thì thực ra là cái quy định của Cục An toàn Thực phẩm hay là Y tế của Việt Nam thì nó rất là rối ren, nhiều cái mình muốn ra mắt sản phẩm nhanh thì mình phải tuân theo. Thế nhưng mà thực ra này ở trên góc độ như anh em mình trao đổi với nhau thì mình hoàn toàn mình tin tưởng vào cái độ an toàn của sản phẩm, hoàn toàn mình có thể tư vấn cho các cái bạn khoảng 9-10 tuổi là mình hoàn toàn có thể sử dụng bình thường rồi. Nếu mà nó dưới 9-10 tuổi bây giờ cái độ tuổi là 6 tuổi, nói chung là các bạn là uống thuốc viên được á, tại vì thực ra thì cái này cũng là từ chiết xuất từ những thành phần Vâng. cũng tương đối là nó an toàn cao á, thì Vâng, cái độ hầu như an toàn là nó cũng rất là cao. theo mình nghĩ thì mỗi mỗi một cái bạn nào uống được thuốc viên là chúng ta đã có thể cho được rồi, tại vì trên trên thị trường có những cái dạng mà mình biết đó là nó
cũng hàm lượng rất là cao, nhưng mà cũng dùng cho những người rất là nhỏ nên Và nó cũng rất là khó nói ha. đúng rồi, À, cái cho mắt này thì cái độ an toàn nó rất là cao, cao cao và ok. bản chất của nó chỉ là nó mình bổ sung cái dưỡng chất thôi, chứ nó không phải là để nó kiểu đưa một cái hoạt chất gì quá là kinh khủng vào để điều trị một vấn đề gì đấy, đúng không ạ? Thì cái độ an toàn nó rất là cao, thế nên là mình hoàn toàn cũng có theo cái tư vấn của anh là mình trẻ em mà mình uống thuốc viên được, có thể là ví dụ 5-6 tuổi chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu mình muốn bổ sung thì mình cũng có thể vẫn bổ sung bình thường được đấy. Nhưng mà cũng chia sẻ với anh một chút là anh cũng thông cảm một chút là ở góc độ đăng ký sản phẩm đấy thì mình sẽ không 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 nói được như thế đấy. Nhưng mà Thực anh em ra mình làm nghề với nhau, anh em mình hiểu mức độ an toàn của sản phẩm nó cao. tại vì thực ra như vậy này suy ra, tại vì cái định hướng của bên mình ấy, thì nó gọi là nhà thuốc online là 24 trên 7, thì tức là chúng ta sẽ trực Zoom online thì và tư vấn luôn mà trực tuyến ấy, là Vâng. cái định hướng của mình là trong 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 cái giai đoạn mà có nhà thuốc là mình phải làm được chuyện đó. Thứ nhất, thì thứ hai nữa là mình cũng sẽ nói sâu hơn một chút để cho các bạn dược sĩ ở đây ấy, thực ra thì các anh em dược sĩ mà bán nhà thuốc á nhiều khi thì rất là có kinh nghiệm lên vấn đề là lên sóng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái thị trường mà đấu thầu hay là cái thị trường mà đăng ký về hồ sơ á, thì các bạn cũng vẫn chưa có kinh nghiệm để chúng ta nói, để làm sao chúng ta không có bị một cái gọi là phạm luật. Thì đây là những cái Vâng. sản phẩm là chúng ta dùng rất an toàn cho những cái bạn mà từ một à, từ từ khi mà biết uống thuốc viên. Tại vì nếu mà các bạn uống không thuốc viên được thì chúng ta cũng đừng nên là bẻ ra là dầm ra là bẻ đôi thì không Vâng. có nên, nhưng mà Vâng, bởi bạn vì cái nào này thì thực ra là nó là viên nang mềm, mà cái viên nang à, mềm thì nó cũng sẽ to bằng khoảng cái đầu đũa ấy. à Đấy, nên 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 là ví dụ như bạn mà bé quá thì uống thì nó cũng sẽ hơi khó khăn một chút. Đấy, anh ạ. Thì nên khả nên năng sau là này á, nên sau này các bạn dược sĩ ở công ty á cũng giống như là các bạn dược sĩ trực nhà thuốc á, các bạn cũng nên rút kinh nghiệm là hồ sơ công bố và slide ấy, thì các bạn nên nên cũng thuyết 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 trình theo cái kiểu là cái dạng là dinh dưỡng để cho bệnh nhân người ta hiểu và mình không có bị mắc lỗi à, nên các bạn dược sĩ sẽ nắm được cái USB này, chứ thôi mai mốt là mình cứ người trưởng thành rồi người trưởng thành cái dạng này nó giống như dạng sắt dược sĩ lâu. Nhiều khi vâng. sắt sắt thì ai cũng uống được, nhưng mà nhìn hồi xưa mình có một cái dạng là cái hàng nước ngoài á, hàng Nhật, cái hàng châu Âu á, thì nó rất là kỹ, bởi vì cái đối tượng nào đăng ký như thế nào thì nó rõ ràng, nên nhiều khi cũng là sắt thôi, hàm lượng rất là thấp, nhưng mà nó bắt là trên 6 tuổi mới dùng. Tự nhiên có các bạn nó bán xong một thử thì sắt siro mà dùng trên 6 tuổi không biết bán sớm nó bắt đời nào mới hết đó, Vâng. nên nên nhiều khi nó cũng bị về cái hành pháp pháp lý ấy, thì các bạn nghĩ giúp cho mình chút xíu là đối với các cái dạng mà bộ mắt này nè, cái thị trường rất là lớn, nhưng mà cái thị trường không thể nào bỏ qua là học sinh. Các bạn từ cấp 2, cấp 3 là hầu như bây giờ là bị cái dạng máy điện thoại rất là nhiều, điển hình là con mình ấy, nhưng mà các bạn đã cần vấn đề là tiếp xúc với lại vấn đề ánh sáng, với lại máy tính cũng khá nhiều ha. Nên hầu như các bạn uống viên được là uống được rồi, đúng không em? Mình làm nha. Đúng không Ok, ạ? đúng rồi, ok. Rồi. Có ai còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Dạ, em xin phép hỏi thêm đó là ví dụ nếu mà mình tư vấn là mình có thể nói alo nghe không anh? Nghe mà nghe nhỉ? Nghe Em bên hỏi. nít đi. Okay. Tại có cái máy đó Alo. nó khác. Rồi, theo. Alo. Alo. Rồi, cứ nói đi, nghe cũng tầm Vâng ạ, à, em có nghe đấy ạ. Dạ rồi, dạ cho em xin hỏi á, là khi mà mình tư vấn á, thì mình có thể nói là mình hỗ trợ tăng độ của mắt được không ạ? Trợ tăng độ gì em nghe thì ra chưa rõ lắm. Dạ, thay vì mình sẽ không nói là sẽ hỗ trợ giảm độ của cận thị những cái bệnh về mắt, thì mình sẽ nói là hỗ trợ về cái khả năng mà bị tăng độ đối với cái đối tượng bị cận thị rồi á. Được ạ, có thể là mình sẽ giảm cái nguy cơ bị tăng độ lên. Đấy, hạn chế được cái mỏi mắt thì nó sẽ giúp chúng ta mắt điều tiết dễ hơn, và chúng ta gọi là cái nguy cơ mà chúng ta tăng độ cận lên thì sẽ ít hơn. Đấy, thì chúng ta có thể nói cái vấn đề đấy được. Dạ, em cảm ơn.
Có ai còn câu hỏi gì nữa không? Cái mic của bên chỗ chỗ máy đó sao mà cánh quay lại vậy? Nhỏ thì được biết đó. Rồi còn ai còn câu hỏi gì nữa không? Đây cũng là Đi. một cái sản phẩm rất là ok và cần thiết, nó giống như là vấn nạn của xã hội, giống như những người mà ăn nhậu là hại gan, mà những người ngồi máy tính, ngồi điện thoại, ngồi iPad là hại mắt, phải không ạ? Nó Vâng, đúng kiểu rồi, cái là nhu như cầu rất vậy. cao. Và nhu cầu rất cao thì mình hiểu rằng là cái việc là mình ngồi máy vi tính như thế này thì sớm hoặc muộn người chưa cận thì cũng phải cận thôi, đúng không? Rồi người mắt thế nào cũng bị yếu, thì bây giờ là mình uống để bồi bổ cho mắt, chống lão hóa mắt, chống độ cận độ loạn cho mắt, thì cũng có thể là những người đã cận đã loạn như 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 những người trong gia đình mình, thì mình có thể nói là hỗ trợ để chống thêm cái việc thoái hóa, ha? Chống tăng độ, mình nói gì được không, chống cho nó tăng độ cận, Được ạ, à chống 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 tăng độ cận, thì bởi chống vì tăng độ là thực cận. ra là cái quá trình mà chúng ta tăng độ cận đấy thì do mắt chúng ta khi mà đã bị cận thị rồi, ở những cơ địa mà bị cận thị mà chúng ta lại hoạt động kiểu gọi là quá tập trung hoặc là quá nhiều ở một cường độ cao ấy, để khiến mắt chúng ta dễ bị mỏi, cái quá trình điều tiết của mắt nó không thể nào đáp ứng được, thì dẫn đến là cái quá trình là càng ngày cái độ cận thị của nó càng tăng. Thì khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm mà nó bổ sung thêm cái dưỡng chất cho mắt này, giúp mắt chúng ta nó đỡ mỏi hơn, đỡ khô hơn, thì cái quá trình tăng độ đấy nó sẽ ít bị hơn. Đấy, Rồi. mình cũng gọi là hỗ trợ để giảm cái hiện tượng gọi là tăng độ cận thị, có thể là hỗ trợ người ta ít ít tăng độ hơn thôi. Rồi cho mình hỏi thêm một ý nữa. Thường á thì mình cũng thấy là khá nhiều người thì họ sẽ tư vấn để dùng omega 3. Bởi vì omega 3 thì nó cũng có một cái công dụng là hỗ trợ về não, Đúng 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 không? ạ, đúng Thì ạ. như vậy thì ví dụ như khách hàng của mình nói là tôi cũng đang sử dụng omega 3, thì cái sản phẩm này khi dùng chung với omega 3 thì nó có bị dư thành phần hay không, Vâng hay ạ. ví dụ như vậy đó thì mình Vâng, em rất là hiểu cái câu hỏi của chị, mà câu hỏi của chị rất hay, bởi vì là một số sản phẩm trên thị trường bây giờ nó thiên về omega 3 ấy, DHA, EPA ấy, đúng không ạ? Dầu cá các thứ ấy thì nó quảng cáo rất nhiều công dụng khác nhau, đúng không ạ? Mà thực ra bản chất của cái omega 3 ấy, nó là một cái thành phần mà đúng là nó có nhiều tác động lên tim mạch cũng có này, lên vấn đề giảm mỡ máu cũng có này, lên mắt cũng có, lên não cũng có, đúng không ạ? Cái gì thì nó cũng nói được. Thế nhưng mà theo cái quan điểm của em ấy thì omega 3 nó không thần thánh đến mức độ vậy, nó có nhiều tác động, nhưng mà mỗi tác động của nó sẽ chỉ gọi là sơ sài, nó chỉ một chút thôi, chứ người ta đang đẩy mạnh cái tác động lên nó quá. Chứ còn thực ra là trong cái sản phẩm iFi này, các cái thành phần của nó đều là những cái thành phần mà chuyên biệt cho cái vấn đề về mắt, tức là nó bổ sung trực tiếp, nó chỉ đi đúng vào cái mục tiêu duy nhất là hướng đến cái vấn đề về mắt thôi. Đấy, nó không lan man như là cái thành phần omega 3. Đấy, omega 3 thực ra này nó bản chất nó chỉ là một cái dạng chất béo tốt, đúng không ạ? Là chất béo tốt thôi, mình bổ sung cho tim mạch, bổ sung cho não thì nó tốt hơn thôi, chứ còn cái nó không thần thánh đến cái mức độ giống như là người ta đang quảng cáo. À, thế nên là khi mà chúng ta thấy rằng là sản phẩm omega 3 thì thường là người ta đang gọi là nói quá lên về cái tác động của nó, thế nhưng mà bản chất thì nó không không được như vậy đâu. Đấy, Nói còn cái sản phẩm chung là theo mình đó, nó cũng là dinh dưỡng cho mắt thôi, tức là omega 3 là những thành phần dinh dưỡng giống như là bình thường cho mắt, còn đây là những cái thiết yếu để cho chúng ta dùng để hỗ trợ cho vấn đề điều trị thật sự luôn, về vấn đề là những cái sự cố gãy xảy ra do mắt cận thị đó. Thật ra thì còn omega 3 nó là một trong những thành phần dinh dưỡng để cung cấp để giúp cho não, nó là dinh dưỡng luôn đó, chứ nó không phải là để điều trị đâu, nó là dinh dưỡng cho những cái thiết yếu nhất là về mắt mà một phần thôi, nó cũng như là vitamin là dầu cá thiết yếu nhất để cho chúng ta bổ sung hàng ngày. Đó là nếu mà chúng ta tư vấn và kể cả chúng ta kết hợp omega 3 và những cái EPA này trong cái vấn đề mà eyeline này cũng ok lắm luôn, eye fine này cũng ok lắm luôn, và kết hợp cả hai phần luôn là nó đúng cũng rồi, tức là mình dùng cùng với nhau để nó bổ sung cho nhau thì rất là tốt.
Thế nhưng mà ví dụ như nếu như mà người ta bảo là người ta bổ mắt mà người ta dùng mỗi cái DHA, À, omega 3 thì thực ra là nó không đủ. không Theo bản đủ, chất quan điểm của em, quan điểm không, của em là nó không đủ. không đủ. Cái này nó có cái cơ chế trong vấn đề, thật sự nó là một cái cơ chế trong vấn đề. Nếu mà mình nói mà cái ngôn ngữ hơi mạnh mẽ một chút xíu luôn á, là lutein luôn là cũng có, hình như nếu mà mình nhớ không là cũng có đăng ký thuốc, là nó là cơ chế điều trị luôn á, trong một số Vâng. vấn đề các cái lỗi do mắt, chứ không phải là vấn đề là dinh dưỡng nữa. Do đó chúng ta có thể là kết hợp các cái dạng sản phẩm mà nó mang tính chất là dầu để bổ sung cho mắt, cho não và sản phẩm này luôn là ok nhất. Nếu mà theo mình chỉ có tư vấn là mình tư vấn combo luôn á, là kể cả cái này luôn đó. Rồi thêm một cái nữa là Ginkgo biloba nữa là ok tuyệt vời nhất, nó bổ cho mắt rồi nó đưa máu lên mắt, nó đưa cái mạch máu nó tốt, đưa dinh dưỡng lên, là ba cái bộ ba đó mà có Ginkgo nó là ok, thì thường Đúng thường rồi, mình là tuyệt vời nhất bổ mắt luôn. bổ não là mình combo rồi mình kết hợp Ok ba cái đấy là ok nhất anh ok rồi, có anh em nào còn hỏi gì nữa nhỉ? Có ai còn hỏi gì nữa nhỉ? Không có thì chắc mình qua ạ. sản Sản phẩm phẩm thứ rất ba. là tuyệt vời, hai sản phẩm mới nhưng mà cái quá trình học thì chúng ta thấy là hứa hẹn là sẽ có nhiều số và cũng như là cũng cũng đem lại những cái thiết thực cho cái thực trạng cuộc sống hiện tại đó. À, mình nghe hai sản phẩm này ok Sếp đó. Lan thì thường thường có một cái tay thần thánh là mở hàng, mở đầu trong khi giảng bài là mới bán hàng trước khi bài kết thúc đi. Thường thường là đối với Fushida mỗi lần giảng bài là chị Lan là đơn lên đơn liền cho khách luôn á, khách vừa vừa học vừa quay phim vừa chụp hình vừa vừa đăng bài là tí nữa có đơn luôn. À, và cũng báo cho dược sĩ Lâm là mới đặt hàng để cho mình tạo mã code, tại vì sau khi học xong là cái mình cũng định vị được cái thì dù mình bán rồi nên định vị được cái thị trường mình có. Rồi có anh em nào Vâng. hỏi 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 gì nữa nhỉ? Vâng, thì chắc là em xin phép em ra sang mất cái sản phẩm cuối cùng luôn. Thì sản phẩm cuối cùng thì thực ra là em thấy là mình có thể mình đi nhanh một chút, thì nó là một sản phẩm gọi là bổ sung canxi. Đấy. Trên cái thị trường mà bổ sung canxi thì bây giờ chúng ta cũng thấy cũng tương đối nhiều sản phẩm rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà canxi chúng ta bổ sung thì gọi là bổ sung canxi gì và đặc tính của nó như thế nào thì nó mới là quan trọng, chứ còn canxi thì có rất nhiều loại canxi khác nhau. Đó. Thì ở đây em xin giới thiệu với mọi người cái sản phẩm là sữa tăng chiều cao Nobico của Nhật Bản. Thì cái này thì nhu cầu về phát triển chiều cao thì chúng ta thấy rằng là ai ai cũng muốn con trẻ con em mình chiều cao nó vượt bậc hơn, cao hơn so với chúng ta ngày xưa đúng không ạ? Nên là cái nhu cầu về phát triển chiều cao bây giờ thì nó rất là gọi là gần như là cái mong muốn của tất cả bậc phụ huynh rồi. Đấy, và chúng ta thấy rằng là ngày xưa người Nhật thì gọi là người ta hay ví von một cách vui vẻ, người ta gọi là người Nhật lùn. Bởi vì sao? Bởi chiều cao trung bình người Nhật rất là thấp. Đấy, nhưng mà những năm gần đây bây giờ thì cái câu chuyện thì bây giờ không còn ai người ta gọi là Nhật lùn nữa rồi. Chiều cao trung bình của Nhật thì tương đương với nước châu Á, có thể còn cao hơn Việt Nam rồi. Đấy, thế nên là chúng ta thấy rằng là ở bên Nhật Bản người ta chú trọng cái vấn đề tăng chiều cao này cũng rất là từ lâu rồi, và người ta cũng rất nhiều những sản phẩm mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề tăng cường chiều cao cho trẻ em. Đấy, thì chúng ta biết rằng là thực ra là ở đây thì em có thống kê một số những cái thống kê để chúng ta tham khảo về cái vấn đề chiều cao. Đấy, thì hiện tại ở trung bình của thế giới là nam giới là 177 cm, nhưng ở Việt Nam thì là 168, chúng ta đang thấp hơn thế giới khoảng 9 cm. Đấy, ở nữ giới là 163 cm, thì ở nữ giới của Việt Nam là 156 cm, trung bình là nữ giới là chúng ta thấp hơn khoảng 7 cm. Đấy, chúng ta đang xếp thứ 153 trên 201 quốc gia trên thế giới về cái vấn đề chiều cao trung bình, và xếp thứ tư tại khu vực Đông Nam Á thôi. Tức là chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam hiện tại bây giờ cũng đang là ở mức gọi là ở mức thấp so với thế giới. Đó. Tất nhiên là cái chiều cao này thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Đấy. Thì nó sẽ ảnh hưởng bởi yếu tố về chủng tộc này là yếu tố cơ bản nhất, yếu tố về gen di truyền đúng không, nó có tính chất gia đình, yếu tố về dinh dưỡng trong quá trình mang thai này, các bệnh mãn tính này, yếu tố hormone tăng trưởng này, hoặc là yếu tố quan trọng mà chúng ta có thể can thiệp là yếu tố dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta đúng không ạ? Bây giờ về để cải thiện vấn đề chiều cao thì chúng ta thứ nhất là yếu tố về chủng tộc chúng ta không thể thay đổi được này, chúng ta máu đỏ da vàng mãi mãi chúng ta vẫn là máu đỏ da vàng đúng không ạ? Chúng ta không thể thay đổi được yếu tố về chủng tộc. Yếu tố về gen di truyền
Thì khi mà chúng ta sinh ra rồi thì bộ gen đã xác định rồi, chúng ta không thể nào thay đổi bộ gen của chúng ta để thay đổi cái gen di truyền này, đúng không? Chúng ta thấy rằng là rõ ràng là ở một cái gia đình mà ví dụ như kiểu là bố mẹ người ta cao hơn thì con cái người ta tiềm năng khả năng cũng cao hơn những cái gia đình mà bố mẹ thấp. Cái đấy thì rất khó để chúng ta đánh giá, đúng không? Nhưng nó là cái yếu tố mà chúng ta không thay đổi được. Đấy, cái yếu tố mà dinh dưỡng trong quá trình mang thai rất quan trọng, đúng không ạ? Bổ sung vitamin và các cái dinh dưỡng thiết yếu trong quá trình mang thai cũng rất quan trọng. Thế nhưng mà khi mà đứa trẻ ra đời rồi, đúng không ạ? Trẻ em chúng ta đã sinh ra rồi thì cái này chúng ta lại không không cải thiện được nữa. Chúng ta không không can thiệp được vào quá trình này nữa, đúng không? Hoặc là những yếu tố về bệnh mãn tính này, thiếu hormone tăng trưởng như hormone GH thì chúng ta cái này gặp phải ở ít ít trường hợp thôi. Nên không phải những trường hợp đại trà. Đấy, và cái quan trọng nhất trong cái quá trình mà chúng ta phát triển chiều cao ở trẻ em chúng ta ấy, chúng ta thấy rằng là nó là cái dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày. Đúng không ạ? Đấy, là yếu tố gần như là yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta chế độ ăn hàng ngày chúng ta đặc biệt là thiếu hụt canxi hoặc là thiếu hụt vitamin D thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chiều cao, cái tiềm năng phát triển chiều cao của trẻ em. Đấy. Thì ở đây chúng ta có thể thấy ra một số những biểu hiện của trẻ em bị thiếu hụt canxi, ví dụ như là khó ngủ ngày hay tỉnh giấc giữa đêm, giật mình, đổ mồ hôi trộm, biểu hiện ướt tóc khi ngủ dậy, tinh khí thì cọc cằn thất thường này, chậm mọc răng này, tác dụng vành khăn, đấy, trẻ thấp còi, chậm phát triển chiều cao, đấy, hay là gân cơ hay bị co cứng quá đà hay bị chuột rút, đấy, một số cái yếu tố mà trẻ em bị thiếu hụt canxi. Là chúng ta chỉ cần quan tâm nhiều nhất đến vấn đề là chúng ta thấy rằng trẻ chúng ta thấp còi hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề dinh dưỡng về chúng ta cần phải chú trọng thêm cho trẻ em chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như là đi lên lớp mà ví dụ như là thấy rằng là so với các bạn cùng trang lứa thấy con mình thấp còi hơn hẳn, đấy, thì chúng ta cũng sẽ nảy sinh cái nhu cầu mà chúng ta sẽ nhận biết được cái vấn đề rằng là chúng ta nên bổ sung thêm cái vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em để chúng ta con trẻ nhà mình sẽ phát triển chiều cao một cách tối ưu nhất. Xét về cái nhu cầu mà dinh dưỡng hàng ngày về về mặt canxi ấy, thì ở trẻ em nam với trẻ em nữ thì nó không khác biệt nhiều. Đấy. Trẻ dưới 6 tháng tuổi thì sẽ cần khoảng 300 mg canxi trên một ngày. Đấy. Từ 6 đến 11 tháng là 400. Từ 1 tuổi đến 3 tuổi là 500. Và từ 4 tuổi nó sẽ tăng dần theo cái độ tuổi của trẻ em. Và đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn mà phát triển chiều cao mạnh nhất, dữ dội nhất chính là cái tuổi dậy thì ấy, là từ 10 đến 18 tuổi ấy, thì nó cần khoảng 1.000 mg canxi trên một ngày. Đấy, canxi từ tất cả các nguồn khác nhau. Đấy, và canxi này là quy đổi thành canxi nguyên tố. Đấy, thì tức là khi mà chúng ta bổ sung canxi ấy, thì chúng ta phải căn dựa vào cái nhu cầu hàng ngày của cái trẻ em theo độ tuổi và chúng ta bổ sung một cách đầy đủ thì nó sẽ là tối ưu nhất cho quá trình phát triển chiều cao của trẻ em. Đấy. Thì canxi thì chúng ta bổ sung thì thực ra trong các thực phẩm hàng ngày chúng ta cũng có chứa rất nhiều. Đấy. Trong hải sản này, tôm cua ghẹ, đúng không ạ? Trong các loại đậu này, đậu đỏ, đậu đen, đậu tương, đậu bắp này, trong các loại sản phẩm từ sữa thì cũng sẽ bao gồm rất nhiều sữa tươi, sữa bò, sữa dê, sữa công thức, sữa bột thì cũng đều có bổ sung. Trong các cái loại rau củ đậm màu, ví dụ như là màu xanh đậm thì cũng sẽ chứa canxi rất là nhiều. Các loại trái cây thì cũng sẽ có chứa canxi. Đấy, thế nhưng mà bổ sung bằng canxi hàng ngày mà chúng ta vẫn thấy nó thiếu hụt thì chúng ta nên nghĩ đến cái phương án là chúng ta bổ sung thêm bằng cái thực phẩm bổ sung nó chuyên biệt về bổ sung canxi. Đấy. Thì ở trong về mặt bổ sung canxi thì em thấy rằng ở trên thị trường hiện tại bây giờ đấy thì nó rất nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Nó có viên uống cũng có, cái dạng siro uống cũng có, dạng ống uống cũng có, hay là trong sữa, các loại sữa công thức cũng đều là bổ sung canxi để phát triển chiều cao cho trẻ em. Thế tuy nhiên là chúng ta cần phải quan tâm đến hai thứ. Một là hàm lượng canxi trong mỗi một khẩu phần này nó có phù hợp với dinh dưỡng của trẻ em chúng ta hay không, nó có đủ hay không. Đấy. Thứ hai là loại canxi sử dụng là gì, đó là canxi hữu cơ hay là canxi vô cơ, cái khả năng hấp thu của nó là khác nhau. Đấy, và những cái tác động lên cái hệ cơ xương khớp nó cũng sẽ là khác nhau, và tác dụng phụ của nó cũng sẽ khác nhau. Đấy, thế nên là ở đây em thì ra em có một cái phần so sánh giữa canxi hữu cơ với canxi vô cơ, và để mọi người có một cái nhìn gọi là trực quan nhất về cái loại canxi chúng ta bổ sung cho trẻ em nó là những cái canxi như thế nào, đúng không ạ? Cái canxi vô cơ ấy thì khi mà chúng ta nhìn lên nhãn ấy của sản phẩm ấy thì nó sẽ là thường là các cái dạng muối canxi carbonate. Đấy, tức là cái dạng canxi nó gần giống như đá vôi ấy. Đấy, tức là nó ở cái dạng nào vô cơ, tức là
kết hợp với cái muối gọi là muối vô cơ ấy. Đấy, thì bản thân cái cấu trúc của nó thường là cấu trúc dạng tinh thể và nó có cái độ bền rất cao, nó khó phân tách, khó nó bền với nhiệt này, khó phân tách này và ít tan trong nước. Đấy, đặc biệt là ít tan trong nước. Đấy, ví dụ đá vôi chúng ta thấy rằng nó có tan trong nước nhiều đâu, và nó chỉ tan ở trong cái điều kiện gọi là điều kiện cái dịch axit của chúng ta khi mà đi vào dạ dày. Đấy, đúng không ạ? Khi mà axit mà gặp cái canxi carbonate mà gặp axit thì nó mới tan ra, đúng không ạ? Đấy. Mà khi mà gặp vào những cái dạng mà pH ở trong đường ruột của chúng ta, ví dụ như là ở những cái cơ quan, ví dụ như là đường ruột này, trong mạch máu này, trong thận này, thường pH nó thiên về kiềm thì nó lại bị lắng cặn, nó không tan. Đấy, thì cái đấy là yếu tố rất là nguy hại. Đấy, khi mà so sánh với canxi hữu cơ. Đấy, thì canxi hữu cơ thì thường là canxi chiết xuất từ các cái dạng thực vật sống, ví dụ như tảo biển, rong biển, và cái dạng cấu trúc của nó là dạng muối hữu cơ, ví dụ như là muối gluconat, muối caseinat, và thường đa số đại đa số là muối gluconat. Đấy, cái canxi gluconat này thì nó rất là dễ tan, tan trong nước một cách gần như là hoàn toàn luôn. Đấy, chứ nó không giống canxi carbonat. Đấy, thì cấu trúc của nó là cấu trúc mềm xốp này, diện tích tiếp xúc lớn, dễ dàng phân tách, dễ tan trong nước, quá trình hấp thu lại không ảnh hưởng nhiều đến điều tiết axit dạ dày. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta uống canxi carbonate vào trong dạ dày, tức là dạ dày chúng ta phải tiết nhiều axit hơn để hấp thu cái canxi đấy, để hòa tan cái canxi đấy. Thì với những người mà đau dạ dày, chúng ta sẽ thấy hiện tượng nóng trong nhiều hơn, đúng không ạ? Hiện tượng ợ hơi, hiện tượng nóng trong nhiều hơn đối với cái hiện tượng mà chúng ta bổ sung canxi vô cơ. Đấy. Với cả là một yếu tố nữa là khi mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta bổ sung canxi mà nó bị dư thừa, bởi vì là cơ thể chúng ta không hấp thu hoàn toàn được cái lượng canxi chúng ta bổ sung vào đâu, bất kể là chúng ta bổ sung nhiều như thế nào thì sẽ luôn có một phần nó sẽ bị đào thải ra ngoài cơ thể vì nó không hấp thu. Thế nhưng mà khi mà uống canxi vô cơ ấy, dạng canxi carbonate ấy, mà gặp phải cái điều kiện mà pH nó ở cái ngưỡng kiềm, ví dụ như ở trong cái nước tiểu của chúng ta chẳng hạn, đấy, ở trong cái thận của chúng ta chẳng hạn, đấy, đó là cái pH ở môi trường kiềm, thì nó sẽ bị lắng cặn, nó không tăng, nó khó tăng. Thì cái lắng cặn này nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị táo bón, bị sỏi. Đấy, nếu mà chúng ta dùng dài ngày và chúng ta dùng một cái hàm lượng mà theo cái kiểu là nó bị dư thừa. Đấy, thế còn cái canxi hữu cơ thì nó lại an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì nó tan ở trong nước ở điều kiện bình thường, tức là ở trong cái dung môi kiềm, trong cái môi trường kiềm hay trong môi trường axit thì cái độ tan của nó vẫn đều là tốt. Thế nên là nó sẽ không gây cái hiện tượng lắng cặn. Đấy, sẽ không gây cái hiện tượng gọi là nóng bụng táo bón, tức là cơ thể chúng ta ở trong dạ dày chúng ta cũng không cần phải tiết thêm axit để hòa tan nó, đúng không ạ? Thì cũng không cần phải, nó sẽ không có hiện tượng là nóng trong, không có hiện tượng táo bón, táo bụng. Đấy, và không gây lắng cặn, không gây sỏi thận. Đấy, thì là cái điểm đặc biệt ưu việt hơn với canxi hữu cơ là cái canxi hữu cơ nó ưu việt hơn canxi vô cơ là ở những cái đặc điểm như thế. Đấy, và ở trong cái sản phẩm mà Novico này thì nó chứa 100% thành phần là canxi tảo biển, là canxi hữu cơ có khả năng hòa tan và hấp thu vào cơ thể đến 99%. Đấy, là nó rất dễ tan, tức là toàn bộ cái lượng canxi hữu cơ này này nó khi đưa vào cơ thể nó tan hoàn toàn, nó không gây lắng cặn, không gây nóng bụng, không tăng tiết axit, không gây táo bón. Đấy, đặc biệt là cái vấn đề táo bón mà khi uống canxi này xuất hiện ở rất nhiều trẻ con. Đấy, rất nhiều trẻ con uống canxi là bị táo bón, đúng không ạ? Đấy. Và rất nhiều người là bị hiện tượng gọi là ợ hơi, ợ chua khi mà chúng ta uống cái canxi vô cơ. Đấy, thì ở cái canxi từ Nobico này hoàn toàn không bao giờ gặp phải cái tình trạng đấy. Đấy, và nếu như mà nó có sử dụng dư thừa thì cơ thể nó rất dễ dàng đào thải ra và không gây hiện tượng lắng cặn, là không gây hiện tượng sỏi thận. Đấy, ở đây là cái cấu trúc của canxi từ tảo biển mà mọi người chúng ta nhìn thấy, chúng ta so sánh với cái canxi từ carbonate. Đấy, cái hình minh họa bên trái này, hình to này chính là canxi từ tảo biển. Đấy, và các cái phần mà cái gọi là cái cấu trúc của cái tảo biển ấy, nó sẽ được chia thành từng cái lớp lớp chồng lên nhau. Đấy, và cái canxi ở trong tảo biển này nó sẽ là canxi polygluconate. Đấy, hoàn toàn là canxi hữu cơ. Đấy, thế còn cái ảnh chụp ở bên phải gần gần góc này chính là chúng ta nhìn thấy, chúng ta soi lên cái hiện tượng gọi là cấu tạo theo kính hiển vi của canxi carbonate ấy, thì nó chính là cái dạng cấu tạo theo kiểu tinh thể. Đấy, mà bản chất cái tinh thể này thì nó rất là khó bị phá vỡ. Đấy, thế nên là cái độ tan trong nước của nó rất là thấp, rất là ít.
nó chỉ tan được mạnh ở trong cái môi trường axit thôi, tức là môi trường dịch vị dạ dày. Còn trong các cái môi trường mà thiên về kiềm, ví dụ như trong đường ruột chúng ta là nó ít tan, trong cái khu vực thận chúng ta đường tiết niệu là nó sẽ ít tan. Đấy, thế nên là canxi vô cơ này cái độ hấp thu của nó kém hơn rất nhiều so với canxi hữu cơ. Đấy, và khi chúng ta chọn sản phẩm canxi mà gọi là canxi cao cấp ấy, thì thường người ta sẽ dùng canxi hữu cơ, bởi vì nó ưu việt hơn, gần như tất cả các đặc điểm nó đều ưu việt hơn so với canxi vô cơ, chỉ có một cái ít ưu việt hơn là nó đắt hơn. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái canxi hữu cơ này nó rất là ưu việt và nó có mặt trong sản phẩm Nobico, nó gần như là một cái đặc điểm gọi là đánh bật hoàn toàn các sản phẩm canxi vô cơ khác trên thị trường. Nếu mà chúng ta thấy rằng xét về chất lượng của cái canxi thì nó đã ưu việt như thế. Thì bây giờ chúng ta xét thêm một cái yếu tố nữa là xét về cái hàm lượng. Đấy, để xem nó như thế nào. Đúng không ạ? Ở trong này thì chúng ta có là, để em sẽ tìm lại cái slide đấy. Cái hàm lượng canxi ở trong cái sản phẩm này đó là chứa 386,35 mg canxi theo cái quy đổi là trong một gói sản phẩm Nobico. Đó, chúng ta quay lại tức là chúng ta có gần 400 mg canxi trong một gói. Đó, chúng ta có thể quay lại cái phần bảng nhu cầu hàng ngày. Đó, tức là đối với trẻ em mà tầm khoảng 1 đến 3 tuổi là nó chiếm đến khoảng 80% nhu cầu hàng ngày. Đấy, trẻ em 7 đến 9 tuổi là nó cũng chiếm khoảng độ đâu đấy khoảng độ 60% nhu cầu hàng ngày. Trẻ em từ 10 đến 18 tuổi là chiếm khoảng độ 40% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày về vấn đề canxi rồi. À, thế còn là các cái nhu cầu và các cái bổ sung canxi từ thức ăn khác chúng ta chưa tính đến, đúng không ạ? À, thế nên là cái hàm lượng canxi mà gần 400 mg canxi trên một ngày này, canxi quy đổi thành canxi nguyên tố ấy, chúng ta rất ít thấy ở trong các sản phẩm bổ sung canxi khác trên thị trường. Đấy. Nếu như mà chúng ta so sánh mặt hàm lượng thì gần như hàm lượng này là hàm lượng cao, rất cao, vượt trội hoàn toàn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đấy, chúng ta có hai yếu tố. Một là chất lượng của cái canxi, là cái canxi hữu cơ, nó ưu việt hơn rất nhiều so với canxi vô cơ. Đấy, cái yếu tố thứ hai là cái hàm lượng của nó cũng là một cái hàm lượng rất cao và đảm bảo được cái nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em hàng ngày. Đó. Rất là tốt, cả về yếu tố số lượng cả về yếu tố chất lượng. À, thế nên là cái bổ sung canxi này thì nó canxi từ Nobico này là một cái giải pháp rất ưu việt và nó hạn chế hoàn toàn được cái hiện tượng gọi là hiện tượng nóng trong này, ợ hơi, hiện tượng táo bón khi mà chúng ta bổ sung cái canxi. À, ở bên cạnh cái canxi này thì trong sản phẩm này thì cũng có chứa cái vitamin D3. À, thì cái vitamin D3 này thì là gần như là một cái loại vitamin thiết yếu cho cái việc mà đưa cái canxi đấy đến với xương của chúng ta. Đấy. Canxi thì nó có thể được hấp thu vào trong cơ thể, có thể nó đi vào máu, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó có đi đến xương hay không để phát triển cái hệ cơ xương ấy, thì nó lại phải phụ thuộc vào cái tầm quan trọng của vitamin D3 này. Đấy. Thì vitamin D3 này chúng ta nhu cầu hàng ngày cũng chỉ là 5 microgram, thì trong sản phẩm Nobico này một gói cũng sẽ chứa 5 microgram, phù hợp 100% với nhu cầu hàng ngày, chúng ta hoàn toàn không lo phải thiếu hụt vitamin D3. Đó. Đấy, thì ở đây em có cái bảng thành phần của cái sản phẩm Nobico này. Đấy. Thì nó sẽ chứa canxi từ tảo biển với hàm lượng rất cao là 386,35 mg canxi trong một gói. Vitamin D3 hàm lượng 5 microgram phù hợp 100% so với nhu cầu hàng ngày. Ngoài ra sẽ chứa một số vitamin khác, vitamin A, vitamin E này, chứa sắt, kẽm, DHA, chứa GABA, chứa collagen, peptide và chứa cả lợi khuẩn để chúng ta tiêu hóa dễ hơn và phù hợp với cái hệ tiêu hóa còn non của trẻ em. Đó, có thể là chúng ta sử dụng cái sản phẩm này là rất là tốt. Đấy, với đặc điểm key đó chính là canxi hữu cơ với rất nhiều những cái ưu việt và bổ sung cả vitamin D3 đáp ứng 100% nhu cầu hàng ngày nữa. Đó. Ở đây thì em có so sánh, em có làm cái phép tính thì em so sánh rồi. Ví dụ như là những cái gói canxi hữu cơ ấy thì cả khả năng hấp thu và khả năng hòa tan của nó gần như là 99%, gần như là 100% đi vào cơ thể. Còn nếu mà so sánh với các cái sản phẩm mà sữa bột công thức hàng ngày mà chúng ta sử dụng cái canxi carbonate ấy, đấy, 100 ml sữa bột này khi chúng ta pha đúng theo cái công thức của nó thì nó sẽ chứa 210 mg canxi và hấp thu thì chỉ khoảng 50% là vào cơ thể thôi, còn hoàn toàn sẽ được bị đào thải bởi vì nó không tan, nó khó tan.
Đấy. Thì khi mà chúng ta uống một gói Nobico này có thể tương đương với 2 cốc sữa công thức mà khoảng 200 ml. Tức là cái lượng mà chúng ta bổ sung bằng một gói Nobico này nó đã tương đương với cái việc chúng ta uống sữa hàng ngày rất là nhiều, mà canxi nó còn chất lượng hơn, cái độ hấp thu nó tốt hơn. Đó. Đấy, ở trên đây thì em cũng đã trình bày hai cái đặc điểm key nhất của cái sản phẩm Nobico, đó chính là cái canxi, đó chính là cái canxi hữu cơ và cái chất lượng canxi hữu cơ từ tảo biển. Em cũng phải nhấn mạnh thêm rằng là Nhật Bản là một quốc gia mà các cái thành phần chiết xuất từ tảo biển họ top đầu thế giới, nổi tiếng nhất thế giới về tảo biển và số một thế giới về công nghệ liên quan đến các cái chiết xuất về tảo biển. À, nên là cái canxi hữu cơ chiết xuất tảo biển của họ cái độ hấp thu rất cao và hoàn toàn là loại cao cấp nhất trên thị trường hiện tại. Đấy, và thứ hai là cái hàm lượng của nó cũng là một cái hàm lượng rất là cao để đủ đáp ứng phù hợp với đối tượng mà đang trong cái giai đoạn phát triển chiều cao. Chúng ta có thể chỉ cần uống một gói mỗi ngày là đã đủ rồi. Với những người mà cẩn thận hơn thì có thể có điều kiện hơn thì có thể cho con uống 2 gói mỗi ngày cũng không vấn đề gì. Đó. Và sản phẩm thì nó sẽ được thiết kế ở cái dạng là pha ra nó thành cái dạng giống như gần như là Milo ấy. Cái vị cacao rất dễ uống là phù hợp với trẻ con. Đấy. Thì về quy cách và một số thông tin chung thì sản phẩm sẽ được đóng gói là một hộp 15 gói, mỗi gói là 5 gram. Đấy, công dụng là sẽ đây là đăng ký ở trên nhãn sẽ được ghi là hỗ trợ bổ sung canxi, vitamin D3 và một số vitamin, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ em. Đây là những cái mà về mặt đăng ký là rất đầy đủ. Em thấy là rất đầy đủ, sản phẩm này được ghi gần như là đầy đủ. Và được ghi nhiều nhất trong số các sản phẩm khác của Fujina. Đấy. Nó có ghi cả hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ ở đây và hỗ trợ xương răng chắc khỏe ở đây. Đấy. Về đối tượng sử dụng sẽ trẻ em trong cái đối tượng mà từ 2 đến 16 tuổi. Từ 2 tuổi trở lên chúng ta có thể sử dụng rồi. Và đến 16 đến 18 tuổi hoàn toàn chúng ta có thể uống để thúc đẩy phát triển chiều cao. Đấy. Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi cần bổ sung canxi và vitamin D3. Đấy. Hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ pha một gói này với khoảng 100 ml nước. Đấy, nếu như mà pha với nước nguội thì nó sẽ khuấy, chúng ta khuấy sẽ phải khuấy nhiều hơn một chút để nó tan hoàn toàn. Còn pha với cả nước nóng thì nó sẽ dễ tan hơn một chút. Đấy, có thể chúng ta hướng đến pha bằng nước ấm nó sẽ dễ hơn. Đấy, trẻ em từ 2 đến 9 tuổi thì có thể uống một gói mỗi ngày. Đấy, vì là cái hàm lượng của nó 400 thì một gói mỗi ngày là đáp ứng khoảng 60% cái hàm lượng rồi. Còn trẻ em 10 tuổi trở lên có thể mình cân nhắc mình nếu như mình có điều kiện mình uống 2 gói mỗi ngày thì nó sẽ đáp ứng khoảng 80% cái nhu cầu canxi đối với cái đối tượng này. Đấy. Về nhà sản xuất của sản phẩm thì cũng là một công ty mà một tập đoàn Astrim này thì gọi là khoảng 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm bổ sung với cả là vitamin các thứ đến ngoài Nhật Bản rồi. Cũng là một nhà sản xuất vô cùng uy tín và đồng hành với Fujina ngay từ những ngày đầu thành lập là đã qua cái quá trình tuyển chọn Fujina rồi. Thì đây là một nhà sản xuất cũng rất là tên tuổi và uy tín ở Nhật Bản. À, thì ở trên đây là cái phần của em trình bày về cái sản phẩm Nobico này. Chúng ta cũng chú ý đến cái đặc điểm nhấn mạnh của nó là cái đặc điểm canxi hữu cơ và cái hàm lượng rất là cao. À, chúng ta thấy được những điểm ưu việt của nó so với các sản phẩm khác bổ sung canxi. Ok, cái sản phẩm này là phải cướp sóng nó liền, nhưng thôi là để hồi nó quên. Nhưng mà mình cho mình hỏi mình là cái nhà máy của mình là 60 năm. Thì theo mình được biết á, thì thật ra thì chiều cao của Nhật Bản nó cũng sẽ thay đổi từ xưa lộn giờ cao. Thì thật ra thì tới bây giờ cái hot trend hay là những cái gọi là cái thời điểm vàng bây giờ nó gọi là cái yếu tố vitamin K2 dạng melatonin 7 đó là thì đối với một nhà máy á, nếu mà đối với việc bổ sung vitamin K2 đó thì thật ra thì mình cũng có những cái buổi training rất là khốc liệt về vấn đề K2, nhưng mà đối với những cái sản phẩm của mình giống như là Nobico là một trong những sản phẩm rất là nổi tiếng thì cho tới giờ này cái việc mà bổ sung vitamin K2 thì mình trong cái sản phẩm mình nó lại không có. Thì như vậy á thì đối với cái USP của mình á thì được các mỗi sản phẩm thì mình tin chắc là nó sẽ có những cái gọi là cái ưu việt của nó, rồi nó có những cái brand của nó. Thì bây giờ thật ra cho tới giờ này thì trên thị trường này cả kể cả bên bên mình luôn thì đang có những sản phẩm gọi là thật sự là hot thật đấy. Nói chung là mình phải dựa vào cái này là sức người sức ta, trên đây là chúng ta là nội bộ
Thì chúng ta khi chúng ta training thì đầu tiên chúng ta phải training đối thủ cạnh tranh. Đó, thì có những sản phẩm hiện tại của Nhật luôn, nó mắc đẹp luôn á, chứ nó phải mắc mắc hơn cái này luôn á, nhưng nó lại có một cái USP gọi là hoàn hoàn chỉnh hơn chút xíu về vitamin K2 và melatonin 7, hàm lượng cũng tương đối cao. Thì như vậy á, thì mình dựa vào cái cơ sở nào, hay là mình dựa vào cái so sánh nào để mà mình so sánh hai sản phẩm, để mà mình có một cái gọi là nói chuyện về những cái câu chuyện về Novico hơn và những cái sản phẩm kia hơn, đúng không? Thì mình cũng không có thể nào so sánh sản phẩm này với sản phẩm khác, nhưng mà cái sản phẩm của mình hiện tại luôn là cái trong giai đoạn là 5 tới 10 năm vừa rồi nè, là vitamin K2 và melatonin 7, giờ không có nói gì nữa, dược sĩ Lâm cũng đã hiểu và đã rất là rành cái dạng này rồi. Thì như vậy đối với sản phẩm của mình ấy, nó trong cái giỏ hàng của mình đấy, thì mình phải tư vấn làm sao đối với các cái đối tượng này và các đối thủ này, đúng không? Mình phải nhìn nhận thực sự là giờ mình không có miếng K2 nào hết, mà K2 là Vâng. một trong những cái mà đang khi hot trong giai đoạn này 5 đến 10 Vâng. năm. Đúng cái này em thấy cái nhận định của anh là rất là chính xác. Bởi vì là cái vitamin K2 thì nó cũng là rất là quan trọng cho cái việc mà phát triển cái cơ xương của trẻ em, cái xương. Đấy, nhưng mà theo cái quan điểm của em thì như thế này là chúng ta các sản phẩm mà liên quan đến việc bổ sung ấy là chúng ta bổ sung những cái mà bị thiếu hụt. Thường xuyên bị thiếu hụt. Nếu như chúng ta hoặc là gặp phải dễ thiếu hụt ở nhiều đối tượng. Thế nhưng mà cái vitamin K2 thì thực chất thì cơ thể chúng ta tự tổng hợp được và lại rất ít khi bị thiếu. Đấy, thế nên hoàn toàn chúng ta chưa chắc đã cần phải bổ sung vitamin K2 từ bên ngoài vào. Đấy, tất nhiên là các cái brand khác thì họ 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 đưa cái đặc điểm vitamin K2 vào để rõ ràng là họ có một cái đặc điểm key mạnh hơn để họ PR sản phẩm của họ. Thế tuy nhiên nếu như mà thực sự nếu xét về góc độ tác dụng ấy, thì chưa chắc cái vitamin K2 bổ sung thêm vào đấy nó đã gọi là phát huy đúng hết tác dụng của nó, bởi vì là thực ra cơ thể chúng ta không thiếu cái vitamin K2. Vitamin K2 tổng hợp đường ruột rất nhiều. Đấy, và cơ thể chúng ta tự tổng hợp ra được. Đó, và hoàn toàn là ít khi bị thiếu hụt, nhu cầu hàng ngày nó cũng không cao và thậm chí là nó cũng không phải là vitamin thiết yếu đối với cơ thể chúng ta. Nếu như mà xét trong cái phần bảng bảng dinh dưỡng thiết yếu ấy. Đó. Như thế thì thực ra là cái việc mà chúng ta bổ sung vitamin K2 ở nhiều những cái brand khác ấy, thì đúng là nó có đặc điểm mạnh hơn thật, nhưng mà với những sản phẩm của chúng ta nó đã không có rồi thì rõ ràng là mình cần phải tập trung vào đặc điểm mạnh khác của sản phẩm. Ví dụ mình tập trung vào cái việc mà canxi của mình nó hơn canxi của họ ở mức độ nào, hàm lượng của nó khác nhau như thế nào, và cái độ hấp thu nó khác nhau, và những cái vấn đề liên quan đến táo bón này, nóng trong, tiêu chảy nó hoàn toàn nó được khắc phục hoàn toàn thì nó sẽ ưu việt hơn ở những đặc điểm như vậy. Đấy, mình sẽ bám vào những cái đặc điểm như vậy để mình tư vấn cho khách thôi. Chứ còn bây giờ nếu như thực sự là để đưa vitamin K2 vào với sản phẩm này thì mình sẽ phải hoàn toàn mình làm cái đăng ký lại. Đấy, thì nó sẽ rất là tốn kém về mặt thời gian. Đấy, chứ không 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 nói đến. Tức là đưa K2 vào thì rất đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ phải đăng ký lại sản phẩm. Đấy. Đúng rồi. Như vậy đối với sản phẩm này các bạn, nhà mình nó có cái vitamin K2 độc lập đấy, tức là hàm lượng vitamin K2 hay không, tức Đúng là các rồi. bạn cũng có thể là, tại vì thì hồi xưa là mình cũng có một cái gọi là chiến thuật, thì đối với một số nhà sản xuất đăng ký được một cái gọi là giấy mình để mà nhập về, nó đã cực khổ cực hình, thay đổi một cái thành phần nhỏ nhỏ thôi đối với Nhật ấy, thì các bạn nó phải đăng ký lại. Đối với các cái hàng brand name ấy, chúng ta không thể thay đổi được. À, đối với cái hàng tên nào được, đối với sản phẩm này nếu mà ví dụ như các bạn thấy được cái vitamin K2 nó cần thì các bạn cũng theo combo, là giả sử như là nhà mình nó có cái K2 không đó, K2 là vitamin K2 không lập một hoặc chất một, để nó kèm với những sản phẩm giống như vậy để cho chúng ta sử dụng. Thế nhiều khi rồi thật ra luôn có những cái bài giảng về vitamin K2 mà tăng chiều cao cho tới giờ này á, các thành phần luôn người ta chứng minh khốc liệt quá đi, rồi mình cũng không có cần thiết là phải tranh luận vấn đề là sản phẩm nào hơn sản phẩm nào. Nhưng mà đối Vâng. với lại sản phẩm này thì cho tới giờ này là một trong những sản phẩm brand của công ty rồi, đã có tồn tại lâu lắm rồi, ai cần thì chúng ta bán, còn những cái gì mà chúng ta cần tư vấn thì chúng ta phải nên tư vấn thôi ha. Thực ra thì nói hỏi là thì khi mà training á thì mình sẽ tập trung vào những cái câu hỏi khó như thế, là nhiều khi là mình gặp anh em nó khó, nên mình cũng tư vấn thiệt tình trong vấn đề sản phẩm của thị trường hiện tại.
USB rồi cái sự cạnh tranh, chứ không phải nhiều khi là mình muốn ra mình cứ nói mình tốt là người ta nghe mình đâu, nó còn Vâng. áp lực tư vấn, Vâng, một đúng áp lực rồi. tư vấn, một áp lực tư vấn. Nên ở trong công ty mình nó có một cái dạng gọi là K20, nếu mà hiện nay các bạn cứ có thể kết hợp để mà dùng cũng không sao nha. Rồi không biết là anh em nào có câu hỏi gì nữa không, chứ còn mình như vậy là mình hết hết câu hỏi rồi đó. Gì à, có còn ai có hỏi gì nữa không? Hôm nay xong bài chiến đấu, ngày mai là hỏi lại nhé. Mai yêu cầu Dược Sĩ Lâm là có một cái câu, một cái slide hỏi lại là thành phần của Nobico là như thế nào, và mấy sản phẩm khác như thế nào, và là liều dùng chỉ định. Slide giờ mình đi coi các bạn có học bài được không. Dược sĩ phải Vâng. nhớ đúng không? Ok, là tối nay mà không lo học bài thì ngày mai là trừ lương đúng không? Nó phải có KPI đàng hoàng đấy nhé. Rồi có ai anh em nào hỏi nữa không nhỉ? Dược Rồi sĩ không Lâm không cho em hỏi một câu canxi của mình từ tảo biển á, dược sĩ Lâm so với canxi Luco Hectonat đó, là canxi nào mà ưu việt hơn canxi từ đó giờ nghe rất nhiều về canxi từ tảo biển rồi Vâng. và Thì được nghe nhiều về canxi Luco Hectonat rồi hôm nay thì mới nhân đây mới hỏi luôn. Dạ em hỏi câu hỏi là hai hai dòng canxi hữu cơ đó, dòng canxi nào là tốt hơn, nó nói nôm na là vậy. vâng, thì thực ra em trả lời câu hỏi của anh như này, thì tại vì là cái canxi gluconate ấy, hay là canxi glucohepto, giống như mình nói, cái phần đuôi của nó là cái gì, mình chỉ cần quan tâm nó là hữu cơ hay vô cơ, đúng không ạ? Bởi vì bản chất của nó gần như là giống nhau, mà khi mà nó hấp thu vào trong cơ thể, cơ thể chúng ta ấy, cái quan trọng là cái canxi chứ không phải là quan trọng cái đuôi. Cái đuôi nó là cái gì thì rồi nó cũng sẽ phân hủy thành năng lượng hết, đúng không ạ? Nhưng mà cái đặc tính của cả hai cái này thì em thấy rằng là nó tương đương với nhau. Khi mà chúng ta so sánh giữa hai sản phẩm canxi hữu cơ với nhau thì khả năng là chúng ta sẽ so sánh cái hàm lượng của nó với nhau thôi. Chứ còn khi mà nó hấp thu vào cơ thể thì độ tan nó là như nhau, độ tan nó gần như nhau, gần như là hoàn toàn tan hoàn toàn 100%. Đấy, và các cái đặc điểm về 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 mặt là không gây nóng trong này, không gây táo bón, không gây lắng cặn thì nó cũng đều giống như nhau. Đấy. Và khi mà chúng ta đưa vào cơ thể là hấp thu cái canxi chứ không phải là cái phần đuôi, nó là không phải là cái quá quan trọng. Đấy. Chỉ cần là cái phần đuôi đấy nó giúp cho cái canxi đấy hòa tan tốt thì tức là cái mức độ hiệu quả của việc bổ sung canxi nó là gần như nhau. Đấy. Thì có thể là mình đánh giá giữa hai cái sản phẩm là mình sẽ đánh giá bằng cái hàm lượng nó như thế nào, nó có phù hợp với phát triển chiều cao trẻ em hay không, có đủ lớn hay không. Đấy. Thì và cái mức độ tiện dụng của nó khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ có tiện dụng hay không thôi. Đấy. Còn về cái chất lượng của cái canxi thì theo em đánh giá thì hai cái loại canxi này nó cũng có chất lượng tương đương nhau. Dạ, xin cảm ơn Dược Sĩ Lâm. Rồi anh em là còn thắc mắc gì nữa không? Rồi, học quá trời học. Rồi, học như vậy là tạm ổn một ngày ha. Và Rồi, anh em để ổn. Di đại diện phát biểu cái gì? Cho chụp tấm hình coi, cảm ơn Di đại diện công dạ ty hôm nay để cho nghe giao được lưu. những cái kiến thức cũng như những cái kiến thức bài giảng như những cái kinh nghiệm của Dược Sĩ Lâm thay mặt công ty, thay mặt anh em trong công ty, thay mặt ban lãnh đạo cũng cảm ơn Dược Sĩ Lâm rất là nhiều cho kiến thức cũng giống như cho cần câu vậy để mới có thể là đi kiếm ăn được, còn không thì chỉ đọc theo thông tin trên web của Fusina thôi thì cũng dễ gì bán được. Và bởi vì là thực ra là những cái thông tin mà công bố công khai ở trên website ấy, thì đúng là nó phải thông qua quá trình kiểm duyệt của Cục An toàn thực phẩm, nó không phải là những cái thông tin mà nó hoàn toàn đầy đủ. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta học cái sản phẩm kiến thức này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về từng thành phần một, nó sẽ rõ ràng hơn, kể cả cái bệnh lý của nó chúng ta tác dụng được như thế nào nó cũng sẽ rõ hơn. Đấy, thì em cũng rất mong là mang được một cái gì đấy hữu ích để cho các anh chị nhà mình, các anh chị dược sĩ nhà mình, đội ngũ bán hàng nhà mình, là mình có thêm cái công cụ, đúng là cái cần câu hoặc là cái vũ khí để mình có thể tư vấn khách hàng một cách thuyết phục hơn. Đấy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau cái buổi ngày mai nữa. Cái buổi ngày mai là bốn sản phẩm thì hứa hẹn là nó cũng sẽ phải là sôi nổi hơn buổi hôm nay. Đấy. Thì hy vọng là chúng ta sẽ
học tập hiệu quả hơn và sẽ hỗ trợ thêm Fujina về cái phần tư vấn tốt hơn để cái sản phẩm này nó đến nhiều người tiêu dùng hơn. Dạ, em cảm ơn chị Silo. Vâng ạ, Vâng. em cảm ơn anh Minh ạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn tất cả anh chị em hôm nay có mặt tại cái buổi học hôm nay và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Vâng, cảm ơn nhé. Mình sẽ biết Chào, cảm ơn. Vâng Cảm ơn ạ, em chào nhiều. mọi người ạ. Xin chào. Tạm biệt cả Rồi, nhà. chào chị Silo.